Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 11. Tiểu Tháp khẽ nói, là vì người ở đây không chịu nổi được nhân quả của bà ấy, cho dù là một chút, họ cũng chịu không nổi. Ở một mức độ nào đó, bà ấy nguy hiểm hơn trước kia vô số lần, nếu cuối cùng Tiểu Quân không thể đi đến bước đó, bà ấy thật sự sẽ hủy diệt thế gian. Giọng nói bí ẩn không đáp lời. Thật ra rất ít người biết khi trận chiến năm đó nổ ra, cả vũ trụ suýt nữa bị chôn vùi. Vì năm đó người phụ nữ váy trắng từng suýt tiêu diệt thế gian. Là kiếm chủ nhân gian ngăn bà ấy lại. Sau đó vì một nguyên nhân đặc biệt, bà ấy quyết định đợi thêm 3.000 vạn năm nữa vì kiếm chủ nhân gian. Nhưng dù là thế, sát khí của bà ấy cũng đã phá nát đại đạo, không chỉ vậy, bà ấy cũng trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Từ váy trắng biến thành váy đỏ, đó là sát khí bị nhuốm đỏ. Mà bà ấy vẫn luôn kiềm chế sát khí của mình. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiểu Tháp không dám khuyên ngăn. Từ trước đến nay chỉ có một người mới có thể khuyên được bà ấy, mà bây giờ người đó đang ở trong một trạng thái đặc biệt. Có thể nói bà ấy không nể mặt bất kỳ ai trong vạn giới vũ trụ. Mà hôm nay xem như bà ấy đã nể mặt Diệp Quân. Hành động này có thể vẫn là vì thân phận của Diệp Quân, tất nhiên có thể nhìn ra bà ấy vẫn rất xem trọng Diệp Quân. Diệp Quân đứng trong quảng trường bỗng hít một hơi thật sâu, sau đó hắn nhìn về phía Đông Lý Mạch đứng ở phía xa, khi thấy Diệp Quân nhìn sang, Đông Lý Mạch nheo mắt, hai tay chậm rãi siết chặt lại. Phải nói rằng bây giờ gã vẫn khá kiêng dè Diệp Quân. Kiếm đế! Đó không phải là cấp bậc mà gã có thể khinh thường. Nếu cảnh giới của Diệp Quân cao hơn một chút, vậy thì chắc chắn là sự tồn tại vô địch ở Trung Thổ Thần Châu. Diệp Quân bỗng nói, đánh một trận không? Đánh một trận. Mọi người có mặt ở đó đều liếc nhìn Đông Lý Mạch. Diệp Quân đang muốn giết thiên tài siêu cấp của đế tộc bất tử sao? Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt Đông Lý Trần gia chủ đế tộc bất tử ở trên đỉnh núi thay đổi, ông ta muốn ngăn lại nhưng lúc này Đông Lý Mạch bỗng nói, được. Được. Nghe thế sắc mặt Đông Lý Trần bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta biết Đông Lý Mạch không thể từ chối. Tại sao? Từ chối từ khiêu chiến của Diệp Quân trước mặt mọi người như thế có nghĩa là gì? Tức là gã đang sợ. Ngươi có thể thất bại nhưng ngươi không thể sợ hãi. Thất bại không đáng sợ, trong lòng có nỗi sợ hãi mới đáng sợ, dù sao sau khi thất bại còn có thể làm lại, nhưng trong lòng có nỗi sợ thì sẽ là chướng ngại vật mà cả đời cũng không thể bước qua. Đông Lý Mạch không muốn Diệp Quân trước mặt này trở thành chướng ngại vật mà gã không thể bước qua. Gã có thể bại dưới tay Diệp Quân nhưng gã không thể sợ Diệp Quân, càng không thể làm đế tộc bất tử mất mặt. Nếu hôm nay gã không dám nhận lời, không chỉ gã mà ngay cả đế tộc bất tử cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên được trước người đời. Chiến! Đông Lý Mạch bước ra, gã nhìn Diệp Quân rồi bật cười nói, đến đây nào. Diệp Quân gật đầu, hắn tiến lên một bước. Vừa bước ra thì một luồng kiếm thế đáng sợ lập tức bao phủ lấy Đông Lý Mạch, ngay sau đó một thanh kiếm xé nát không gian lao đến chỗ Đông Lý Mạch. Tốc độ của kiếm này cực kỳ nhanh. Diệp Quân còn chưa sử dụng quy tắc, nếu không tốc độ của kiếm này còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhìn thấy đòn tấn công này, đồng tử Đông Lý Mạch co rụt lại, gã bỗng xòe bàn tay ra, sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ bỗng phát ra từ trong người gã. Một luồng sáng màu đỏ chặn lại trước nhát kiếm đáng sợ này của Diệp Quân. Sức mạnh huyết mạch. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng thu kiếm lại, sau đó lại tung ra một kiếm nữa. Rầm rầm. Một mảnh kiếm quang bỗng bùng nổ từ bên trong ánh sáng màu đỏ, Đông Lý Mạch lập tức lui về sau mấy chục trượng. Khi gã vừa dừng lại thì một nhát kiếm nữa lại lao đến. Tốc độ này còn nhanh hơn lúc nãy. Đồng tử Đông Lý Mạch co rụt lại. Gã giơ tay lên, ánh mắt bỗng lóe lên tia đỏ như máu. Rầm, một luồng sáng màu đỏ nhạt bỗng cuộn trào ra từ trên người gã. Vèo, kiếm của Diệp Quân lại bị chặn lại, không chỉ thế, lần này kiếm của hắn bị chấn động. Thấy thế, ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tiểu Tháp bỗng nói, huyết mạch phong ma. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, huyết mạch phong ma. Tiểu Tháp nói, đúng thế. Là huyết mạch của kiếm chủ nhân gian năm đó, mặc dù Đông Lý Mạch chỉ đánh thức một chút thôi nhưng cũng rất mạnh rồi. Phải biết là huyết mạch phong ma này là thứ có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người.
Lúc này sắc mặt Đông Lý Mạch ở đằng xa bỗng méo mó, gã nhìn Diệp Quân, đến đây nào. Nói rồi gã tiến đến trước một bước, sức mạnh huyết mạch nghiền ép Diệp Quân với tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã bao phủ lấy Diệp Quân. Thế nhưng Diệp Quân lại không bị ảnh hưởng gì. Đông Lý Mạch sửng sốt. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, tâm trí của ta vẫn rất bình thường. Tiểu tháp không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, tháp ra, huyết mạch phong ma của kiếm chủ nhân gian, hình như chẳng ra sao cả. Ngươi xem này, ta không sao hết. Tiểu tháp lặng thinh. Mẹ nó chứ. Đương nhiên ngươi sẽ chẳng có chuyện gì rồi. Đông Lý Mạch chỉ có một sợi huyết mạch phong ma, còn cả người ngươi đều là huyết mạch phong ma đó. Mặc dù vẫn chưa thức tỉnh nhưng đó cũng không phải là thứ huyết mạch nào cũng có thể trấn áp được ngươi. Đông Lý Mạch đứng ở đằng xa sững sờ. Không bị ảnh hưởng ư. Bình thường gã đánh nhau với người khác, chỉ cần thi triển huyết mạch phong ma thì chắc chắn có thể áp bức được đối phương, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến tâm trí đối phương. Nhưng tên này lại chẳng bị sao cả. Diệp Quân nhìn Đông Lý Mạch, hắn bỗng quay đầu lại nhìn, An Đạo Tân ở cách đó không xa định rời đi. Thấy thế, Diệp Quân híp mắt. Quên mất người phụ nữ này. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, An Đạo Tân lập tức quay sang nhìn hắn. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, một vị tiên tổ của ta từng làm quan võ trong Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Nếu ngươi giết ta, ông ấy chắc chắn sẽ không. Một luồng kiếm quang bỗng xoẹt qua. Vèo. An Đạo Tân còn chưa nói hết câu, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán cô ta. An Đạo Tân cứng đờ cả người. Diệp Quân xuất hiện trước mặt An Đạo Tân, hắn định tiêu diệt luôn cả linh hồn của An Đạo Tân, nhưng đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh, Diệp công tử, có thể nể mặt ta tha cho An cô nương được không? Hệ Ngân Hà. Không biết là ai đã thốt lên câu này. Vạn Sơn bỗng chốc trở nên nhốn nháo. Người mang thiên mệnh đến rồi. Hệ Ngân Hà. Người mang thiên mệnh. Trên Vạn Sơn. Mọi người nhìn về chàng trai đứng phía sau Diệp Quân mấy cục trượng, tóc đen mày trắng, mặc áo gấm, đi một đôi giày mây, vô cùng đơn giản. Gương mặt chàng trai nở nụ cười nhạt. Lúc này mọi người ở quảng trường đều nhốn nháo. Người mang thiên mệnh. Đó là người mang thiên mệnh, chắc chắn là sự tồn tại đáng sợ vô địch ở đương thời. Có thể nói thân phận người mang thiên mệnh còn chói sáng, có sức hút hơn cả thân phận của kiếm tu Diệp Quân này. Dù sao kiếm chủ nhân gian bất khả chiến bại cũng là người mang thiên mệnh đời trước. Kiếm chủ nhân gian là người thế nào? Thống lĩnh cả vũ trụ, cả vạn tộc cùng chung sống, mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Từ sau kiếm chủ nhân gian, 3.000 vạn năm nay chưa có người mang thiên mệnh nào xuất hiện. Nhưng bây giờ đã xuất hiện rồi. Điều này có phải có nghĩa là một thời đại hoàn toàn mới sắp đến? Trên Vạn Sơn, tất cả mọi người đều đang nhìn người mang thiên mệnh vừa xuất hiện. Diệp Quân xoay người nhìn người mang thiên mệnh đến từ hệ Ngân Hà trước mặt này, chàng trai mỉm cười, vừa định nói gì đó thì lúc này Diệp Quân bỗng xoay người tung ra một nhát kiếm. Xoẹt! Đầu của An Đạo Tân văng ra xa, máu bắn tung tóe cách đó vài trượng trước ánh nhìn của mọi người. Nụ cười trên môi của người mang thiên mệnh cứng đờ. Sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Quân đang làm gì thế? Hắn thế mà lại dám khiêu khích người mang thiên mệnh ư? Diệp Quân thu kiếm lại, sau đó nhìn người mang thiên mệnh, bình tĩnh nói, xin lỗi nhé, ta không muốn nể mặt ngươi. Vù vù, quảng trường chỉ còn lại tiếng gió. Mọi người đều không ngờ Diệp Quân lại dám khiêu khích người mang thiên mệnh thật. Không có não à? Không, ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Quân dẫn trở nên nóng rát. Kiếm tu. Mẹ nó đây mới là kiếm tu. Dù có chết cũng không chịu khuất phục. Đỉnh. Đỉnh của chóp. Người mang thiên mệnh. Ông đây không nể mặt ngươi đấy. Tịch Huyền đứng ở một bên nhìn Diệp Quân, khóe môi cong lên. Cô ấy thích chàng trai như vậy. Tự tin. Thoải mái. Bá đạo. Nếu Diệp Quân cúi đầu trước người mang thiên mệnh thì cô ấy rất khinh thường. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, ánh mắt đều chứa nụ cười. Bây giờ cô ấy ngày càng thích chàng trai này rồi. Diệp Khải nhìn Diệp Quân, cũng cảm thấy kính phục hắn. Vì nếu là y, có lẽ y sẽ do dự, dù sao đây cũng là người mang thiên mệnh. Y vẫn rất kiêng dè người mang thiên mệnh. Dù sao kiếm chủ nhân gian chính là người mang thiên mệnh,
mà người mang thiên mệnh ở mỗi thời đại đều là nhân vật bất khả chiến bại. Năm đó hai vị võ thần của nhà họ An đều bị người mang thiên mệnh chèn ép. 3.000 vạn năm nay, thế gian lại có thêm một người mang thiên mệnh, có thể sắp mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Thế nên y cũng hơi kiêng dè người mang thiên mệnh. Nhưng Diệp Quân thì lại không. Người mang thiên mệnh, ta không muốn nể mặt ngươi. Bá đạo như thế đấy. Người mang thiên mệnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, nụ cười trên môi đã đông cứng. Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh. Người mang thiên mệnh bỗng cười nói, Diệp công tử, ngươi không cho rằng ngươi làm loạn chuyện này đến mức tuyệt tình sao? Diệp Quân hỏi ngược lại, lúc nhà họ An làm chuyện tuyệt tình với ta, ngươi đang làm gì? Ngươi có xuất hiện chất vấn nhà họ An giống như đang chất vấn ta không? Người mang thiên mệnh nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân cười nói, không, nhà họ An muốn giết ta, ngươi không đứng ra nói chuyện, còn ta muốn giết nhà họ An thì ngươi lại chạy đến bảo ta nể mặt ngươi. Nói rồi hắn lắc đầu khẽ cười, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi là cái thá gì? Tại sao ta phải nể mặt ngươi? Quảng trường lại lặng im lần nữa. Mọi người đều chấn động. Đây đã không phải là chuyện có nể mặt hay không nữa. Đây là đang công khai khiêu chiến với người mang thiên mệnh. Mọi người đều đang nhìn Diệp Quân, rất nhiều người cảm thấy kính phục. Quá ngầu. Không hề nể mặt cả người mang thiên mệnh. Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quân, cũng cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ gã cảm thấy kiếm tu ít không phải không có nguyên nhân, vì không phải ai cũng có can đảm như tên này. Người mang thiên mệnh nhìn Diệp Quân, khẽ cười, có phải ngươi nghĩ ngươi đạt đến kiếm đế thì ngươi là vô địch không? Diệp Quân cười nói, cần gì phải nói thế? Hắn chỉ vào thi thể của An Đạo Tân ở một bên nói, người thì ta đã giết rồi, người không phục thì khiêu chiến đi. Một đánh một. Vừa nghe thế, vẻ mặt của mọi người trên Vạn Sơn đều trở nên nghiêm trọng. Một đánh một. Công khai khiêu chiến với người mang thiên mệnh. Đương nhiên họ bỗng chốc trở nên phấn khích. Rất nhiều người lập tức điên cuồng hét lên, không phục thì một đánh một. Không phục thì một đánh một. Từng giọng hét vang vọng khắp trời. Quần chúng hóng hớt chưa từng mong sự việc ngày càng lớn như vậy. Dù sao một đánh một cũng chẳng phải là họ. Kiếm tu thiên tài đánh với người mang thiên mệnh. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích rồi. Cháy quá. Lúc này dĩ nhiên Diệp Quân đang khá tức giận. Mẹ kiếp. Lúc nhà họ An cứ chăm chăm nhắm vào ông đây, sao ngươi không đứng ra bảo nhà họ An đừng làm chuyện tuyệt tình. Ta giết người nhà họ An thì ngươi lại chạy đến bảo ông đây nể mặt ngươi. Bảo ông đây đừng làm thế. Người mang thiên mệnh. Địch. Người mang thiên mệnh quái quỷ gì? Nghe Diệp Quân nói thế, người mang thiên mệnh híp mắt lại, gã bước đến trước, nếu Diệp công tử đã muốn thế thì làm như ngươi nói, một đánh một. Một đánh một. Người mang thiên mệnh vừa nói xong, quảng trường lại một trận nhốn nháo. Đánh đi. Đánh nhau rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất nhiều người vô cùng phấn khích, lại có kịch hay để xem rồi. Tịch Huyền đứng một bên nhìn Diệp Quân, ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Khải cũng khá lo, thầm nói, sư phụ, Diệp Quân huynh sẽ không nguy hiểm chứ. Người mang thiên mệnh này không phải là An Đạo Tân, đây là người mang thiên mệnh hàng thật giá thật, còn An Đạo Tân đó cũng chẳng phải là võ thần. Hai người chắc chắn không cùng đẳng cấp. Giọng nói bí ẩn trong người Diệp Khải nói, con biết tại sao người mang thiên mệnh đời trước lại vô địch không? Diệp Khải khó hiểu, tại sao ạ? Giọng nói đó bình tĩnh nói, vì người mang thiên mệnh đời trước không chỉ là người mang thiên mệnh mà còn là người của thiên mệnh. Nghe thế Diệp Khải lại càng cảm thấy khó hiểu. Không phải giống nhau à? Nhưng sư phụ của y lại không nói gì thêm. Thế gian này bất cứ ai muốn chèn ép thanh niên Diệp Quân bằng lai lịch của mình đều sẽ chết không toàn thây. Đây là sự tồn tại khủng khiếp mà lúc bắt đầu đã bất khả chiến bại rồi. Ở đằng xa, người mang thiên mệnh giang hai tay ra cười nói, nào, để ta xem thực lực của kiếm đế. Vừa dứt lời, gã xòe bàn tay ra, một dấu tay màu đen lao lên trời, đi thẳng vào chân trời. Chân trời rung chuyển dữ dội. Sau đó phù văn kỳ lạ rải rác khắp cả bầu trời, những phù văn này đều phát ra ánh sáng màu vàng, vô cùng bí ẩn. Mọi người đều hoảng hốt. Đây là phép thần thông gì thế?
Đúng lúc này Diệp Quân ở bên dưới bỗng tiến đến trước một bước, một thanh kiếm bỗng đánh vào trước mặt thanh niên Thiên Mệnh. Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi. Tốc độ kiếm của hắn trở nên chậm hơn. Hơn nữa ngày càng chậm. Bị áp chế rồi. Ngay lúc này hai tay thanh niên Thiên Mệnh bỗng giơ tay, không gian xung quanh rung lên dữ dội, sức mạnh đáng sợ đánh vào kiếm của Diệp Quân. Vèo. Diệp Quân lập tức lùi về sau mười mấy trượng. Lúc này thanh niên Thiên Mệnh bỗng tiến đến trước, không gian trước mặt gã lập tức dập dờn như sóng nước, áp lực không gian đáng sợ cuộn về phía Diệp Quân. Thấy thế, ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ nghiêm trọng. Áp lực không gian này ít nhất cũng mạnh hơn không gian bình thường gấp 60 lần. Nếu không nhờ trước đây hắn thường tu luyện trong áp lực không gian, đổi lại là người bình thường chắc chỉ cần một chiêu đã bại trận. Có điều, dù hắn có thể chịu được áp lực không gian này nhưng điều này cũng có nghĩa là tốc độ kiếm của hắn cũng trở nên bình thường. Không có ưu thế về tốc độ. Thấy Diệp Quân lại có thể thích nghi được với áp lực không gian của mình, thanh niên Thiên Mệnh híp mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Nói rồi gã bỗng chắp tay lại, miệng thầm niệm câu chú cổ xưa nào đó, ngay sau đó gã bỗng chỉ vào Diệp Quân, thần hỏa hiện. Dầm! Vừa dứt lời, không biết từ đâu bỗng có một ngọn lửa xuất hiện trong không gian này, sau khi ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ không gian 100 trượng xung quanh đột nhiên tăng lên, thoáng chốc toàn bộ không gian bắt đầu tan chảy. Diệp Quân đứng trong không gian cũng biến sắc, hắn bỗng bước đến trước, một luồng khí tức đáng sợ bỗng cuộn trào ra từ trong người hắn. Cảnh giới diệt không? Hắn vừa bước ra, cảnh giới đã từ phá không đạt đến diệt không? Thấy thế, mọi người đều rất ngạc nhiên. Lúc này gã mới chú ý đến cảnh giới của Diệp Quân. Cảnh giới phá không? Hóa ra trước đó tên này chẳng qua chỉ là cảnh giới phá không? Kiếm đế cảnh giới phá không? Mọi người đều sửng sốt. Cảnh giới kiếm đạo của tên này thì cao mà cảnh giới của bản thân lại thấp như thế. Vô lý quá. Ngay khi Diệp Quân đạt đến cảnh giới phá không, hắn bỗng xuất kiếm. Ầm, kiếm vừa đâm ra, không gian trong quảng trường vỡ vụn. Ngay khi không gian vỡ vụn, áp lực của không gian xung quanh lập tức biến mất. Ngay sau đó Diệp Quân đã vượt qua ngọn lửa, dùng kiếm đánh về phía thanh niên Thiên Mệnh. Thanh kiếm đâm vào giữa trán thanh niên Thiên Mệnh. Nhát kiếm này sắp đến cực hạn. Thế nhưng khi kiếm của hắn chỉ còn cách thanh niên Thiên Mệnh nửa tấc, một phù ấn bí ẩn chặn trước kiếm của hắn. Diệp Quân híp mắt, lúc này xung quanh hắn bỗng bốc cháy. Cả người Diệp Quân chấn động rồi lùi về sau mấy mươi trượng. Khi hắn dừng lại, phần áo sau lưng hắn đã bị thiêu rụi, phần lưng đã lờ mờ thấy được thịt bên trong. Vừa rồi nếu hắn chậm một chút nữa đã biến thành tro rồi. Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn thanh niên Thiên Mệnh ở phía xa, một ngọn lửa cùng một phù văn lơ lửng trước mặt thanh niên Thiên Mệnh kia, phù văn chậm rãi xoay tròn, bên trong ẩn chứa một sức mạnh vừa bí ẩn vừa cổ đại. Ngoài ra thần ấn và phù văn trên bầu trời trên đỉnh đầu gã vẫn còn, không biết có tác dụng gì. Diệp Quân lặng thinh, hắn nhận ra một tai hại của mình là bây giờ huyền khí trong người hắn không đủ. Mỗi một nhát kiếm của hắn đều sẽ tiêu hao một lượng huyền khí khá lớn. Nếu gặp kẻ địch bình thường, một nhát kiếm đã kết thúc trận chiến thì sẽ không xuất hiện tai hại này. Nhưng nếu gặp cường giả thật, một khi lao vào đánh nhau, khuyết điểm này là tai hại chí mạng với hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi hắn lại đột phá. Thế nhưng vẫn không đủ. Phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Quân nhìn thanh niên Thiên Mệnh đó, gã khẽ cười, đây là kiếm đế à? Kiếm đế cảnh giới phá không? Diệp Quân không nhiều lời, hắn bỗng bước đến trước, một luồng kiếm quang bỗng lóe lên. Phù ấn bí ẩn trước mặt thanh niên Thiên Mệnh đột nhiên biến mất, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn cả kiếm của Diệp Quân. Thế nhưng ngay lúc này, kiếm của Diệp Quân bỗng biến mất. Quy tắc phá không gian. Nhát kiếm này thế mà đã hất văng phù ấn đó. Đồng tử thanh niên Thiên Mệnh bỗng co rụt, ngay sau đó thanh kiếm đâm vào giữa trán gã. Nhưng đúng lúc này Diệp Quân như cảm nhận được gì đó, sắc mặt thay đổi, lùi về sau. Ngay khi kiếm đâm vào giữa trán thanh niên Thiên Mệnh, Diệp Quân bỗng cảm nhận được khí tức chết chóc. Nguy hiểm. Cảm giác này lập tức lan ra từ đáy lòng, sau đó lan khắp cả người hắn. Diệp Quân không hề do dự lập tức thả kiếm, cấp tốc lùi về sau. Ngay lúc này,
một pháp tướng hư ảo bỗng đứng lên từ trong người thanh niên thiên mệnh. Pháp tướng này cao 10 trượng, dáng vẻ giống hệt thanh niên thiên mệnh, xung quanh nó có vô số phù văn bí ẩn, còn kiếm của Diệp Quân thì đang nằm trong tay phải của nó. Pháp thân. Lúc này sắc mặt Cố Triều Nguyên đứng trên núi Quan Huyên bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Pháp thân hay còn gọi là thân của pháp tướng, là một thuật thần thông cổ. Sở dĩ ông ta biết đến nó là vì năm đó ông ta ở trong Tổng viện Thư viện Quan Huyên từng xem sách cổ. Ông ta cũng không ngờ hôm nay ông ta lại có thể nhìn thấy pháp thân trong truyền thuyết ở đây. Đáng sợ thật. Sắc mặt Cố Triều Nguyên cực kỳ nghiêm trọng, không hổ là người mang thiên mệnh. Dù là cả vũ trụ Quan Huyên thì gã cũng là sự tồn tại đỉnh cấp, chứ đừng nói là ở trung thổ thần châu. Đương nhiên không thể nói là vô địch được. Dù sao các yêu nghiệt nơi đó càng bất bình thường đến mức không thể hình dung được. Diệp Quân nhìn chằm chằm pháp tướng đó, nhíu mày, hắn không biết đây là thứ gì, nhưng hắn biết cái này rất bất thường. Diệp Quân xòe bàn tay ra, thanh khí kiếm được ngưng tụ trong bàn tay hắn. Thanh niên thiên mệnh ở đằng xa nhìn Diệp Quân, gã bỗng cúi người xuống quát lên, phá. Vừa dứt lời, pháp tướng đằng sau gã cũng vươn người về trước, phá. Một luồng sáng màu vàng cả trăm trượng bỗng cuộn trào ra từ trong pháp tướng đó, những nơi ánh sáng này đi qua, sức mạnh ẩn chứa trong đó nghiền ép cả không gian, vô cùng hãi hùng. Thấy thế, Diệp Quân đã lùi về sau mười mấy trượng bỗng nheo mắt, hắn không lùi nữa mà cũng không thể lùi về sau, hắn cầm kiếm lao về trước, sau đó chém xuống một kiếm. Rầm, kiếm ý bỗng lao ra từ khí kiếm trong tay hắn. Nhát kiếm của Diệp Quân thế mà lại đỡ được luồng sáng vàng cao trăm thước trước mắt mọi người, đồng thời một thanh phi kiếm bỗng bổ đến trước mặt thanh niên thiên mệnh, tốc độ phi kiếm cũng cực kỳ nhanh vì nó đang phá vỡ các quy tắc. Thế nhưng khi phi kiếm lao đến trước mặt thanh niên thiên mệnh, pháp tướng đằng sau thanh niên thiên mệnh bỗng ôm lấy gã bảo vệ cho gã. Rầm, phi kiếm bị pháp tướng đỡ được, không thể tiến thêm nửa tấc. Thanh niên thiên mệnh nhìn Diệp Quân đứng ở đằng xa. Lúc này Diệp Quân bỗng chém một kiếm, ánh sáng màu vàng trăm trượng đó bị hắn chém đứt. Diệp Quân cũng nhìn thanh niên thiên mệnh, hai người đứng cách nhau rất xa nhìn nhau. Cố Triều Nguyên ở trên núi Quan Huyên nhìn Diệp Quân lắc đầu, nếu Diệp Quân có một thanh kiếm hợp với mình hơn thì chắc chắn sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Ông ta nhận ra Diệp Quân có một khuyết điểm chí mạng, đó là không có một thanh kiếm tốt. Mặc dù kiếm tu đều chú trọng vạn vật đều có thể là kiếm nhưng ở cấp bậc này chắc chắn không phải là điều mà Diệp Quân có thể đạt đến. Thế nên bây giờ Diệp Quân đánh với thanh niên thiên mệnh, không có một thanh kiếm thích hợp, chắc chắn sẽ bị thiệt. Điều này cũng nhờ trình độ kiếm đạo của Diệp Quân khá cao, kiếm ý mạnh chứ nếu không khí kiếm của hắn không thể uy hiếp được thanh niên thiên mệnh. Đúng lúc này, thanh niên thiên mệnh bỗng xòe tay ra, ngọn lửa trước mặt gã bay vào trong lòng bàn tay gã. Gã niệm thần chú gì đó. Không lâu sau, ngọn lửa cấp tốc bốc lên, không gian xung quanh tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thấy thế tay phải Diệp Quân siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khí kiếm trong tay bắt đầu rung lên. Lúc này thanh niên thiên mệnh bỗng chỉ vào Diệp Quân, đi. Ngọn lửa đó đột nhiên bay ra ngoài, trong khi đó, nó được gió thổi bùng lên. Bỗng chốc một ngọn lửa lớn cỡ ngón tay cái biến thành một con rồng lửa dài cả trăm trượng. Rầm. Ngay khi con rồng lửa khổng lồ xuất hiện, không gian xung quanh bỗng như nứt toác, con rồng lửa bay về phía đằng xa. Diệp Quân nhào đến, nó như muốn nuốt chửng Diệp Quân, vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này Diệp Quân mở mắt ra, ngay lúc hắn mở mắt ra, hắn lập tức biến thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Thuấn sát nhất kiếm. Tốc độ của Diệp Quân trong đòn tấn công này đạt đến cực hạn của bản thân. Vèo. Kiếm quang đâm thẳng vào trên đầu con rồng lửa dưới ánh nhìn của mọi người, dừng một chút sau, nhát kiếm đó xé mạnh đầu rồng lửa ra, ngay sau đó cả con rồng lửa khổng lồ bị một kiếm của Diệp Quân xé thành hai nửa. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi xé tan con rồng lửa, Diệp Quân lao đến trước mặt thanh niên thiên mệnh. Thanh niên thiên mệnh hơi híp mắt. Pháp tướng sau lưng gã bỗng cúi người xuống ôm lấy bảo vệ gã. Bụp! Lúc này kiếm của Diệp Quân đâm vào trên người pháp tướng, cả người pháp tướng run lên, sau đó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên vẻ hung ác, hắn đâm thêm một nhát kiếm nữa. Xoẹt! Khí kiếm và pháp tướng rung lên cùng lúc, khí kiếm bỗng vỡ tan,
còn hai cánh tay pháp tướng xuất hiện vết nứt. Lúc này Diệp Quân lại ngưng tụ thêm một thanh khí kiếm nữa, sau đó vung ra. Rầm rầm. Pháp tướng đó bỗng há miệng tức giận gào lên. Rầm. Một tia sáng màu vàng đáng sợ phun ra từ trong miệng nó. Lúc này kiếm của Diệp Quân cũng vừa đâm đến. Rầm rầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Quân bị đánh văng ra xa, còn pháp tướng cũng bị đánh nát. Lực va chạm quá mạnh khiến thanh niên thiên mệnh kia liên tục bị chấn động lùi về sau. Đúng lúc này một thanh khí kiếm bỗng bay lướt qua. Thuật ngự kiếm. Thanh niên thiên mệnh đó híp mắt, miệng thầm đọc chú, một phù ấn bỗng biến thành một chiếc phù khiên chắn trước mặt gã. Rầm. Phù khiên đó chặn đòn tấn công đáng sợ của Diệp Quân lại. Nhưng ngay sau đó lại một nhát kiếm nữa. Vèo. Phù khiên đó rung lên dữ dội, sau đó nứt ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt thanh niên thiên mệnh chợt lóe lên vẻ hung ác, khi đòn tấn công thứ ba lao đến, hai tay gã hợp lại kết ấn, giữa trán bị phân ra, một đại ấn màu vàng cực lớn bỗng bay ra, trên đại ấn đó có khắc hai chữ, càn khôn. Ấn càn khôn. Ngay khi ấn càn khôn bay đến, khí kiếm của Diệp Quân bị văng ra xa, cùng lúc đó một ký hiệu bí ẩn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Quân. Ánh mắt thanh niên thiên mệnh hiện lên vẻ hiểm ác, càn khôn trấn áp. Gã vừa nói vừa giơ tay phải lên rồi làm động tác đè xuống. Rầm. Ấn đó bỗng mang theo từng luồng sáng màu vàng cuồn cuộn lao xuống muốn nghiền ép Diệp Quân ở bên dưới. Bụp bụp bụp. Không gian xung quanh bị nứt ra, hơn nữa còn lan tràn ra xung quanh với tốc độ rất nhanh. Quá kinh khủng. Diệp Quân ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn Ấn đang lao đến, ánh mắt hắn hiện lên vẻ hung ác, chân phải giẫm mạnh xuống đất. Cả người biến thành kiếm quang lao lên trời. Vèo. Đòn tấn công này Diệp Quân đâm vào ấn càn khôn, luồng kiếm quang nổ tung, Diệp Quân rơi xuống đất. Hắn vừa đáp xuống đất, mặt đất dưới chân sụp xuống nhưng ngay lúc này, hắn bỗng bay lên trời, lại tung ra nhát kiếm chém vào ấn một lần nữa. Rầm. Ấn càn khôn rung lên và nổ tung, ngay sau đó Diệp Quân xoay người xoẹt qua, trong tích tắc đã lao đến trước mặt thanh niên thiên mệnh, gã hơi híp mắt. Tay phải bỗng xoay nhẹ một cái. Vèo. Thanh niên thiên mệnh biến mất như hồn ma. Kiếm của Diệp Quân đâm vào khoảng không. Diệp Quân xoay người, lúc này thanh niên thiên mệnh chậm rãi bước ra từ trong ấn càn khôn. Thấy thế Diệp Quân khẽ nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm ấn càn khôn, vẻ mặt nghiêm trọng. Ấn này cực kỳ đặc biệt. Thanh niên thiên mệnh nhìn Diệp Quân, nữa đi nào. Gã vừa dứt lời, Diệp Quân bỗng xuất hiện trước mặt gã. Một kiếm phá quy tắc không gian. Ngay lúc này ấn càn khôn bỗng biến thành một tia sáng màu vàng bao phủ lấy thanh niên thiên mệnh. Rầm. Một tia kiếm quang phát ra từ trên ánh sáng màu vàng đó, sức mạnh cực lớn làm ánh sáng màu vàng đó chấn động. Lúc này Diệp Quân lại chém một kiếm xuống. Rầm rầm. Khi đòn tấn công đánh tới, ánh sáng vàng và thanh khí kiếm trong tay Diệp Quân vỡ vụn cùng lúc, lực tác động mạnh khiến Diệp Quân phải vội lùi về sau. Lúc đó, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, khí kiếm lập tức lao đến chỗ thanh niên thiên mệnh. Thanh niên thiên mệnh hơi híp mắt, gã bỗng nói, ngự. Vừa dứt lời, ấn càn khôn lại biến thành thần quang chắn trước người gã. Vèo. Thần quang đó rung lên, thanh niên thiên mệnh liên tục lùi về sau mấy mươi trượng, nhưng khi gã vừa dừng lại, Diệp Quân lại chém thêm một kiếm. Xoẹt. Thanh niên thiên mệnh lại liên tiếp lùi về sau mấy mươi trượng. Một kiếm đánh tới, rồi lại thêm một nhát kiếm. Vèo. Thanh niên thiên mệnh lại liên tục lùi về sau mấy mươi trượng, nhưng khi gã vừa dừng lại, thần quang trước mặt gã lập tức vỡ tan. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng lao đến trước mặt thanh niên thiên mệnh, nhưng lúc này hắn bỗng biến sắc, chỉ thấy mấy người bùa chú đến lao đến chỗ hắn. Diệp Quân chém mạnh một nhát kiếm. Rầm. Thần quang đó nổ tung, Diệp Quân lùi về sau mấy mươi trượng. Sau khi dừng lại, hắn nhìn cơ thể mình, lúc này trên người hắn đã có rất nhiều vết thương. Diệp Quân nhìn thanh niên thiên mệnh, trầm giọng nói, tháp ra, hắn có nhiều trang bị quá, không giống ta chỉ có một thanh kiếm hành đạo. Tiểu tháp cũng cạn lời. Lúc này thanh niên thiên mệnh khẽ nói, ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn trong tay thanh niên thiên mệnh, không biết đang nghĩ gì. Lúc này thanh niên thiên mệnh bỗng nói, ta nghĩ trận chiến của chúng ta nên kết thúc rồi.
Vừa dứt lời gã ngẩng đầu lên nói, thiên đạo của thế gian này ở đâu? Rầm. Cả bầu trời bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó một con mắt mờ ảo xuất hiện trên đại trận phù văn đó. Thiên đạo hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ở quảng trường đều biến sắc. Thanh niên thiên mệnh bỗng lấy một thẻ bài màu đen ra, Diệp Quân bất nhân, giết hại người vô tội, nghe lệnh, hãy giúp ta giết tên yêu tà này. Im lặng một lúc, một giọng nói già nua vang lên từ trên trời, tuân lệnh. Một luồng sáng thiên đạo bỗng được rót vào trong thần ấn đó. Rầm. Thần ấn chấn động dữ dội, sau đó toàn bộ đại trận phù văn bắt đầu cao xoay tròn với tốc độ cao, một luồng ý thức thiên địa khóa chặt lấy Diệp Quân làm cho Diệp Quân không thể động đậy. Lực thiên đạo. Lúc này mọi người trên vạn sơn đều kinh hãi. Người mang thiên mệnh này thế mà có thể mượn lực thiên đạo. Quá mức vô lý. Khi khí thức thiên đạo đó vây lấy Diệp Quân, cả trời đất đều trở nên hư ảo. Từng nguồn sức mạnh trời đất đáng sợ không ngưng tụ lại chỗ thần ấn. Sức mạnh thiên đạo cũng là sức mạnh trời đất. Tấn công dồn dập. Đây là tấn công dồn dập thật sự. Mời thiên đạo tham gia chiến đấu, mẹ nó thật chứ, thế này thì ai đánh lại được. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn con mắt thiên đạo mờ ảo trên bầu trời. Lúc này thanh niên thiên mệnh bỗng tức giận chỉ vào Diệp Quân, chịu chết đi. Giọng nói của thanh niên thiên mệnh vừa dứt, chiếc thần ấn kia bỗng run rẩy, một giây sau, một chữ đạo màu trắng chợt bay từ trong thần ấn ra. Chữ đạo này mang theo một chiếc đuôi ánh sáng màu trắng phóng về phía Diệp Quân ở bên dưới. Ầm, bỗng chốc, cả đất trời như mờ ảo hẳn đi. Uy lực của trời đất. Luồng uy lực khủng bố này vừa xuất hiện, mặt đất bắt đầu rung chuyển, dãy núi lắc lư, dường ngày tận thế sắp cận kề. Tất cả mọi người chấn động. Đây chính là uy lực của thiên đạo, đại diện cho sức ép của trời đất một phương. Chỉ là uy lực thôi đã có thể dễ dàng giết chết một cường giả cảnh giới thần kiếp. Đây mới gọi là giảm duy độ công kích. Vì đây không phải là cuộc chiến của thanh niên thiên mệnh nữa rồi, mà đây là thiên đạo đại diện cho trời đất một phương. Thế này thì đánh kiểu gì? Tất cả mọi người đều nhìn chàng trai tên Diệp Quân ở bên dưới. Chàng trai này khoanh tay chịu chết hay sẽ chống lại thiên đạo? Nếu chống lại thiên đạo thì gai to rồi. Chống lại thiên đạo thì chính là chống lại thư viện Quan Huyên. Vì thiên đạo thuộc thư viện Quan Huyên. Diệp Quân nhìn chữ đạo đại diện cho thiên đạo đang phóng về phía mình, khẽ hỏi, tháp gia, đây là thiên đạo sao? Tiểu tháp, đúng vậy. Diệp Quân thì thầm, chẳng phải thiên đạo là công bằng công đạo sao? Tiểu tháp, thiên đạo không thể đại diện cho công đạo ở trong lòng người. Công đạo ở trong lòng người. Diệp Quân bỗng cười. Lúc nhỏ, lòng hắn luôn hướng về thư viện Quan Huyên. Quan Huyên Pháp. Thư viện Quan Huyên đại diện cho chính đạo của thế gian, đại diện cho chính nghĩa. Nhưng sau khi trưởng thành, hắn mới hiểu ra mọi thứ không như mình nghĩ. Trong thư viện Quan Huyên, có điểm tốt, cũng có điểm xấu. Thiện ác. Không phân định rõ ràng. Công đạo, nằm trong lòng người. Nếu thiên đạo công bằng, ta tôn trọng thiên đạo. Nếu thiên đạo không công bằng, ta chảm thiên đạo. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Quân dữ dằn, tay phải hắn xòe ra, kiếm hành đạo xuất hiện, một giây sau, chân phải hắn dẫm mạnh xuống đất. Bù! Cùng với tiếng kiếm xé gió là một đạo kiếm quang bay vút lên trời. Đi ngược ý trời. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Vị kiếm tu đến từ Nam Châu này lại dám chống đối lại thiên đạo. Đương nhiên, mọi người đều có thể hiểu được. Phản kháng, hoặc chết, là một con người bình thường thì ai cũng sẽ lựa chọn phản kháng. Nhưng đó là thiên đạo đấy. Thiên đạo đại diện cho một loại trật tự. Mà lúc này, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia chém lên chữ đạo đại diện cho thiên đạo kia. Ngay lúc ai cũng nghĩ rằng Diệp Quân sẽ chết thì điều xảy ra tiếp theo khiến họ phải trợn ngược mắt kinh hãi. Rắc! Nhát kiếm kia lại chém nát chữ đạo. Kiếm dài tiếp tục chém tới, chém lên thần ấn kia. Ầm! Thần ấn và đại trận phù văn lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng kiếm vẫn không dừng lại. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Diệp Quân cầm kiếm đâm lên con mắt thiên đạo. Trong mắt của con mắt thiên đạo kia lóe lên tia giận dữ, con kiến hôi nhỏ bé, lại dám hành động nghịch ý trời. Dứt lời,
trong con mắt thiên đạo phóng ra một luồng lôi quang khủng bố. Thiên kiếp! Thấy vậy, mặt mọi người đồng loạt biến sắc. Chỉ có cường giả cảnh giới thần kiếp đang đột phá lên cảnh giới cao hơn mới phải lịch thiên kiếp, mà thiên kiếp lúc này tuyệt đối không phải là thiên kiếp bình thường. Nhìn thấy đạo thiên kiếp kia, ánh mắt Diệp Quân hung tợn, chém. Dứt lời. Dầm. Trong sự theo dõi của mọi người, nhát kiếm này đã chém nát đạo thiên kiếp kia. Vù. Tiếng kiếm xé gió vang lên, kiếm hành đạo đâm thẳng vào con mắt thiên đạo kia. Ầm. Nháy mắt, cả trời đất như trở nên hư ảo, trong suốt. Mọi người như hóa đá. Thật sự diệt luôn thiên đạo rồi sao? Bên dưới, thanh niên thiên mệnh kia cũng không thể nào tin nổi. Diệt luôn thiên đạo rồi sao? Đùa gì thế? Trong đầu gã bây giờ trống rỗng. Lúc này, Cố Triều Nguyên đứng bên dưới bỗng hét lên, Diệp Quân, tuyệt đối không được giết thiên đạo. Lúc này, thiên đạo kia bị kiếm hành đạo ghim tại chỗ, chưa chết hẳn. Diệp Quân quay đầu nhìn Cố Triều Nguyên, Cố Triều Nguyên run giọng nói, thiên đạo đại diện cho trật tự của một nơi, càng là đại diện cho thư viện Quan Huyên. Hơn nữa, Quan Huyên Pháp đã ra cấm lệnh, không ai được làm tổn hại đến linh hồn của thiên địa. Thiên đạo này cũng là một trong số đó, nếu cậu giết thiên đạo thì chuyện này không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ ông ta thật sự không có ý xấu nào cả. Ông ta biết, Diệp Quân và Diệp Quan chỉ là bạn bè, chỉ cần Diệp Quân không giết thiên đạo thì chuyện này còn có thể xoay chuyển. Dù sao thì thiên phú mà Diệp Quân thể hiện ra quá đỗi phi thường. Hơn nữa, cộng thêm việc lần này là nhà họ An làm sai, thế nên rất có thể thư viện sẽ thu nhận Diệp Quân. Cho dù là đám thế gia và tông môn kia cũng không chắc có thể cản được. Kiếm đế trẻ đến thế này cơ mà. Phe của Diệp Quan chỉ trong thư viện chắc chắn sẽ giành Diệp Quân về, hơn nữa còn là bất chấp mọi giá để giành hắn về. Diệp Quan chỉ mà dùng đến thế lực sau lưng mình thì đám thế gia và tông môn kia chưa chắc đã có thể tranh giành được với cô ấy. Nói cho cùng, bên phía văn viện có không ít văn thánh, lại cộng thêm thân phận của Thư Hiền và Diệp Quan chỉ đều cực kỳ đặc biệt. Một khi làm lớn chuyện, chưa chắc phe tông môn và thế gia đã địch lại. Nhưng nếu Diệp Quân giết thiên đạo, thì toi, phe tông môn và thế gia sẽ có cớ, đến lúc đó, phe Diệp Quan chỉ dù có muốn giành Diệp Quân cũng không có lý do. Có thể nói, nếu Diệp Quân giết thiên đạo thì đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào đường cùng. Diệp Quân đứng trên trời im lặng. Hắn nhìn được hết điểm được mất trong này. Thiên đạo. Trong Quan Huyên Pháp có cấm lệnh, không ai được giết hại thiên đạo, dù thiên đạo có sai, cũng chỉ có thư viện Quan Huyên được xử phạt. Người làm trái, định tội cấp 10. Trong thư viện Quan Huyên có 12 cấp hình phạt. Giết thiên đạo, tội cấp 10. Rất nghiêm trọng. Trước mặt Diệp Quân, thiên đạo kia bỗng chế giễu, không dám giết rồi chứ gì. Nó là thiên đạo cơ mà. Nó rất lợi hại. Nó được thư viện Quan Huyên bảo vệ. Diệp Quân nhìn thiên đạo, thầm hỏi, Tháp Gia, giết hay không giết? Tháp Gia bình tĩnh nói, tùy ngươi. Diệp Quân gật đầu, được, Tháp Gia, ta nghe lời ngươi. Nói rồi, hắn cầm kiếm hành đạo chém một phát thật mạnh. Tháp Gia, trong tích tắc, thiên đạo kia bị kiếm hành đạo chém nát, vô số linh khí của cả trung thổ thần châu bỗng tiêu tan, biến mất với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Linh khí sụp đổ. Vì thiên đạo gìn giữ hạt nhân của linh khí trung thổ thần châu, giết thiên đạo thì đương nhiên trận pháp linh khí của trung thổ thần châu cũng sẽ sụp đổ, thế nên, vô số linh khí từ dưới đất bắt đầu tiêu tan. Thấy cảnh này, Cố Triều Nguyên đứng bên dưới tái mét mặt mày, xong rồi. Toi rồi. Giết thiên đạo thật rồi. Như thế này, cho dù là Diệp Quan chỉ cũng không thể bảo vệ được Diệp Quân nữa rồi. Đây là đại tội chém đầu đấy. Tất cả mọi người có mặt ở đó như bị sét đánh. Giết rồi à? Thiên đạo cứ thế bị giết rồi sao? Mọi người đều rất ngờ vực. Thứ nhất, thiên đạo cứ chết vậy sao? Thứ hai, mẹ kiếp, thật sự dám giết thiên đạo hả? Thanh niên thiên mệnh kia cũng khó lòng tin nổi, gã vốn tưởng mình có thể dễ dàng giết chết Diệp Quân. Nhưng gã không thể nào ngờ được, sau khi mình gọi thiên đạo ra, không những không giết được Diệp Quân mà còn bị Diệp Quân giết mất. Là thiên đạo đấy. Gã thấy chuyện này quá ảo. Lúc này, Cố Triều Nguyên bỗng run giọng nói, Diệp Quân, cậu.
Diệp Quân bình tĩnh nói, tháp gia của ta bảo ta giết. Tiểu tháp trầm giọng nói, ta bảo ngươi giết à? Hả? Diệp Quân, chẳng phải ngươi bảo tùy ta sao? Tiểu tháp, Diệp Quân do dự một lát rồi nói, tháp gia, ta nghe lời ngươi đó, nhân quả của chuyện này ngươi phải cùng gánh với ta. Tiểu tháp im lặng, thằng nhóc nhà ngươi khốn nạn quá đi mất. Ông đây phục ngươi luôn. Lúc này, Cố Triều Nguyên cười khổ, Diệp Quân, tháp gia của cậu. Nói rồi, ông ta khẽ thở dài. Diệp Quân thành thật nói, tháp gia của ta lợi hại lắm, thật đấy. Cố Triều Nguyên do dự một lát rồi hỏi, lợi hại cỡ nào? Diệp Quân, dưới tam kiếm, ông ấy vô địch, đấu với tam kiếm, ông ấy có thể một đấu một. Tiểu tháp, tam kiếm, Cố Triều Nguyên nhíu mày. Sao chưa từng nghe đến vậy? Lúc này, Diệp Quân bỗng nhìn thanh niên thiên mệnh đứng bên dưới. Thấy Diệp Quân nhìn mình, thanh niên thiên mệnh nheo mắt lại. Diệp Quân không thích để lại hậu họa cho mình. Không phí bất kỳ lời nào, Diệp Quân cầm kiếm giết về phía thanh niên thiên mệnh. Mà ngay lúc này, thời không sau lưng thanh niên thiên mệnh nứt ra, một bàn tay chộp lên vai thanh niên thiên mệnh, kéo gã vào trong. Bù! Diệp Quân đâm hụt. Sắc mặt của hắn trở nên u ám. Chạy mất rồi. Diệp Quân thử đuổi theo nhưng vẫn không thể đuổi được, vì dường như đối phương xuyên thời không để chạy trốn. Tiếc quá! Diệp Quân lắc đầu. Lần sau gặp nhất định phải trực tiếp giết đối phương. Bấy giờ Tịch Huyền bỗng bước nhanh tới bên cạnh Diệp Quân, cô ấy trầm giọng nói, phải chạy thôi. Chạy! Diệp Quân nhíu mày. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhanh. Cô ấy biết, Diệp Quân giết thiên đạo nên chẳng bao lâu nữa sẽ bị Thư viện Quan Huyên truy nã, hơn nữa, có thể là lệnh truy nã từ Tổng viện Thư viện Quan Huyên nữa. Diệp Quân suy nghĩ rồi nhìn Đông Lý Mạch, thấy Diệp Quân nhìn. Sắc mặt Đông Lý Mạch bỗng thay đổi. Một giây sau, Diệp Quân đã xuất hiện trước mặt gã. Đông Lý Mạch hoảng hốt, hai tay siết chặt, một luồng sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ đã phun trào ra từ trong cơ thể gã. Bù! Nhưng luồng sức mạnh huyết mạch kia vừa xuất hiện đã bị kiếm hành đạo của Diệp Quân chém nát. Thấy cảnh này, ánh mắt Đông Lý Mạch lộ ra vẻ sợ hãi. Gã hiểu rõ sức mạnh huyết mạch của mình. Dù là cường giả cảnh giới thần kiếp cũng khó lòng chống đỡ nổi, hơn nữa vừa rồi còn có thể đẩy lùi Diệp Quân đến mấy lần, nhưng bây giờ sau khi Diệp Quân đổi kiếm, thì sức mạnh huyết mạch đã không thể chống đỡ nổi một nhát kiếm của hắn. Trong lúc suy luận, Đông Lý Mạch đã bị kiếm hành đạo kề ngang cổ. Diệp Quân không giết Đông Lý Mạch mà dẫn Đông Lý Mạch biến mất. Sắc mặt của Đông Lý Trần thay đổi, vội đuổi theo. Tịch Huyền và Diệp Khải cũng vội chạy theo. Rất nhanh, Diệp Quân đã đưa Đông Lý Mạch tới Bất Tử Giới. Tới Bất Tử Giới, Diệp Quân nhìn thấy ông lão mà lần đầu tiên mình tới đây đã gặp. Nhìn thấy Diệp Quân, ông lão sững sờ, là cậu. Diệp Quân không quan tâm tới ông lão, dẫn theo Đông Lý Mạch xông thẳng vào trong Bất Tử Giới. Vừa vào Bất Tử Giới, thần thức của mấy trăm cường giả lập tức khóa chặt Diệp Quân. Đông Lý Trần xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân kề ngang kiếm hành đạo lên cổ Đông Lý Mạch, hắn nhìn chằm chằm Đông Lý Trần, tiền bối, ta đến đây không có ác ý gì, chỉ muốn mượn một vật từ quý tộc. Đông Lý Trần nhìn chằm chằm Diệp Quân, cậu muốn mượn gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, kiếm Thanh Huyên. Không được. Đông Lý Trần bỗng nổi giận, tuyệt đối không được. Diệp Quân nhìn Đông Lý Trần, ánh mắt thản nhiên, không cho mượn thì chúng ta tính nợ đi. Nói rồi hắn nhìn Đông Lý Mạch. Nói thiên tài của nhà ông bắt tay với An Đạo Tân đối phó với ta, ta giết hắn, không có gì quá đáng nhỉ. Đông Lý Trần nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta biết, cậu rất yêu nghiệt, sau lưng có chỗ dựa vững chắc, nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ. Nơi đây là đế tộc bất tử đấy. Nói rồi, ông ta tức giận chỉ thượng kiếm chủ nhân gian đứng sừng sững trước đại điện bất tử, đế tộc bất tử ta có kiếm chủ nhân gian bảo vệ, người chống lưng của cậu có mạnh hơn kiếm chủ nhân gian không? Nếu hôm nay cậu dám sắc sược, đừng trách ta gọi kiếm chủ nhân gian. Tiểu tháp. Đông Lý Trần thật sự không sợ Diệp Quân, đế tộc bất tử có chỗ dựa mà. Chỗ dựa này chính là kiếm chủ nhân gian. Ai mà không biết người đứng sau lưng đế tộc bất tử chính là kiếm chủ nhân gian chứ? Thế nên, dù vị đại kiếm đế sau lưng Diệp Quân có thể hiện ra thực lực khủng bố đến cỡ nào thì đế tộc bất tử cũng không sợ. Chưa nghe bà ấy nói à?
nếu kiếm chủ nhân gian đánh bà ấy không dám đánh trả đấy. Bây giờ người phụ nữ đó rất mạnh, nhưng 30 triệu năm trước, bà ấy chắc cũng chỉ là một cô bé thôi. Nghe thấy lời của Đông Lý Trần, Diệp Quân nheo mắt lại, thanh kiếm kê ngang trước cổ Đông Lý Mạch bỗng chuyển động. Bù! Một dòng máu tươi ứa ra. Đông Lý Mạch trợn tròn mắt, lòng hoảng sợ. Ai có thể thản nhiên đối diện với cái chết được chứ? Vốn dĩ gã tưởng rằng mình có thể, nhưng lúc thật sự phải đối mặt với cái chết, gã vẫn cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Quân không kết liễu gã luôn mà giày vò từng chút một. Nhiều khi chết không đáng sợ, đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết đến với mình. Dừng tay. Thấy vậy, lòng Đông Lý Trần hãi hùng, vội lên tiếng. Đông Lý Mạch là thiên tài yêu nghiệt nhất đế tộc bất tử hiện nay, nếu chết ở đây thì đế tộc bất tử tổn thất nặng nề. Diệp Quân dừng lại, nhìn chằm chằm Đông Lý Trần nhưng không nói gì. Sao Đông Lý Trần không hiểu ý của Diệp Quân cho được? Sắc mặt của ông ta lập tức trở nên khó coi, Diệp Quân, cậu thật sự định ức hiếp đế tộc bất tử của ta à? Diệp Quân gằn giọng nói, là ta ức hiếp đế tộc bất tử của ông hay đế tộc bất tử của ông ức hiếp ta? Thiên tài nhà ông bắt tay với nhà họ An đối phó ta, ông quên chuyện này rồi à? Hả? Đông Lý Trần nhìn chằm chằm Diệp Quân, chẳng phải cậu vẫn còn sống sờ sờ đó sao? Tiểu Tháp. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Quân lóe lên sát ý, một giây sau, tay phải hắn kéo thật mạnh. Phụt. Nháy mắt, đầu của Đông Lý Mạch bay thẳng ra ngoài, máu tươi văng xa đến mấy trượng. To gan. Đông Lý Trần trợn trừng mắt. Ông ta không ngờ người này thật sự dám đối đầu với đế tộc bất tử, dám xem thường kiếm chủ nhân gian. Quá to gan. Vừa tức giận vừa kinh hãi. Vì Đông Lý Mạch đã bị giết chết mất rồi. Đông Lý Mạch là hạt giống tốt nhất của đế tộc bất tử hiện nay. Cứ thế chết đi rồi sao? Diệp Quân nhìn Đông Lý Trần, mặt ông ta tái mét, giây phút này ông ta cũng cảm thấy hơi thở của cái chết đang cận kề. Diệp Quân định giết ông ta. Đông Lý Trần nhìn Diệp Quân chòng chọc, ánh mắt u ám vô cùng, Diệp Quân, nơi đây là đế tộc bất tử. Thứ ngu! Diệp Quân gào lên, mẹ kiếp, đến người của nhà họ An và thiên đạo mà ta cũng dám giết. Ta còn sợ đế tộc bất tử nhà ông sao? Ông trực tiếp cho ta mượn kiếm, ta tha cho thiên tài của nhà ông, hai bên hết nợ, không tốt sao? Ông còn uy hiếp ta vào lúc này, ta thật thấy lo cho đầu óc của ông đấy. Nghe Diệp Quân nói. Cường giả của đế tộc bất tử đều nhìn Đông Lý Trần, ánh mắt đầy bất mãn. Đúng như Diệp Quân nói, Diệp Quân đã tới đây có nghĩa là người ta không sợ đế tộc bất tử. Lúc này cách làm đúng đắn là trấn tĩnh Diệp Quân, bảo vệ tính mạng của Đông Lý Mạch. Nhưng tộc trưởng này thì hay rồi, sợ Đông Lý Mạch không chết hay sao ấy, ra sức uy hiếp Diệp Quân. Đầu óc để làm gì thế không biết. Lúc này, Diệp Quân bỗng nói, không đúng. Ông đường đường là tộc trưởng của đế tộc bất tử, không thể ngu như vậy được. Nói đến đây, hắn nheo mắt lại, ông cố ý để ta giết Đông Lý Mạch, nếu ta không đoán nhầm thì Đông Lý Mạch này không phải là con trai của ông hoặc không phải dòng chính nhà ông. Đông Lý Trần hơi nheo mắt lại. Đám cường giả đế tộc bất tử đứng xung quanh thì đều nhìn Đông Lý Trần với vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xông ra, quát giận, Đông Lý Trần. Thứ khốn kiếp nhà ngươi, đến lúc này rồi mà vẫn tiếp tục đấu đá với người trong nhà, ngươi trả mạng con trai lại cho ta. Nói rồi ông ta xông thẳng về phía Đông Lý Trần. Những cường giả đế tộc bất tử cũng sững sờ. Mẹ kiếp, tộc trưởng này quá đáng lắm rồi. Bọn họ đều tức giận. Thật sự tức giận. Đến lúc này rồi mà mẹ kiếp, ông còn tính kế người trong tộc. Đông Lý Mạch là thiên tài yêu nghiệt nhất đế tộc bất tử hiện nay đó. Đông Lý Mạch mà chết thì thế hệ trẻ không một ai có thể gánh nổi trọng trách lớn lao đâu. Kẻ này thì hay rồi, vì dòng chính của mình mà dở trò, cố ý ép Diệp Quân giết Đông Lý Mạch. Ngày thường ông ta đấu mấy cũng được. Nhưng mẹ kiếp, vào lúc này ông ta còn dở trò. Tất cả cường giả đế tộc bất tử đều phẫn nộ. Diệp Quân nhìn cuộc đại chiến của hai người Đông Lý Trần ở đằng xa rồi lắc đầu, tháp ra. Đây là đế tộc bất tử mà kiếm chủ nhân gian từng dẫn dắt à? Tiểu Tháp khẽ đáp, tộc trưởng trước đây của đế tộc bất tử là một người rất giỏi giang, người của đế tộc bất tử thời đó cũng rất lợi hại. Mấy chục triệu năm qua đi, vật đổi sao rời rồi.
Diệp Quân thầm nói, tháp gia, ngươi có thể cảm nhận được kiếm thanh huyên không? Tiểu tháp im lặng một lát rồi ngờ vực nói, không cảm nhận được. Điều này rất bất thường. Nghe vậy, Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn cuộc đại chiến phía xa, thấy cạn lời. Mẹ kiếp! Ông đây tới mượn kiếm, không phải tới xem mấy người nội chiến. Dừng tay! Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng quát giận. Phía xa, Đông Lý Trần và người đàn ông trung niên dừng tay lại, tất cả mọi người nhìn Diệp Quân. Diệp Quân trầm giọng nói, nội đấu với nhau vào lúc này có thích hợp không? Chẳng phải lúc này các ông nên đồng tâm hợp lực đối đầu với ta sao? Các ông có thể làm kẻ ác cho đến nơi đến chốn không hả? Đừng để ta phải nhắc nhở các ông, được không? Mọi người! Diệp Quân nhìn chằm chằm tất cả mọi người của đế tộc bất tử, bây giờ ta muốn mượn kiếm thanh huyên, nếu các người không cho mượn thì chúng ta tiếp tục tính sổ. Kiếm thanh huyên! Nghe vậy, sắc mặt của tất cả cường giả đế tộc bất tử đều u ám hẳn. Diệp Quân bỗng chỉ tượng kiếm chủ nhân gian ở phía xa, ta kính ngưỡng kiếm chủ nhân gian, ta lấy danh tính của kiếm chủ nhân gian ra thề, ta dùng xong kiếm thanh huyên sẽ trả lại cho các người. Tiểu tháp! Đông Lý Trần định nói gì đó thì lúc này, một cô gái đứng bên cạnh đi ra. Cô gái trông rất trẻ, chỉ tầm 17-18, mặc một bộ váy tím, vóc dáng xinh đẹp, dung mạo không tầm thường, mặt mày đẹp như tranh vẽ, không khuynh nước khuynh thành nhưng cũng có điểm khiến người ta phải rung động. Cô gái nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói, Diệp Quân công tử, kiếm thanh huyên kia không ở trong đế tộc bất tử của bọn ta. Nghe thế Diệp Quân sững sờ, không ở đế tộc bất tử. Cô gái lắc đầu, chục triệu năm trước thì đúng là kiếm thanh huyên ở đế tộc bất tử ta, nhưng sau đó, tịnh tộc trưởng của đế tộc bất tử bọn ta đã mang thanh kiếm này tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên, thế nên thanh kiếm này không còn ở trong tộc ta nữa. Để đe dọa bọn đạo trích, bọn ta không thông báo chuyện này ra bên ngoài. Diệp Quân im lặng một lát rồi nhìn Đông Lý Trần, tức giận nói, ông không có kiếm sao ông không nói sớm. Nếu ông nói từ sớm thì ta đã không giết Đông Lý Mạch rồi. Á! Người đàn ông trung niên nghe vậy thì bi thương tột cùng, mạch nhi của ta. Con chết thảm quá! Nói rồi ông ta bỗng nhìn Đông Lý Trần, ánh mắt đầy oán hận, lão già khốn kiếp, hôm nay lão phu sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Ông ta lại xông về phía Đông Lý Trần. Hai người lại đại chiến với nhau. Diệp Quân hơi thất vọng. Tưởng rằng kiếm thanh huyên ở đế tộc bất tử, nhưng không ngờ tiên tổ của đế tộc bất tử đã đem đi vũ trụ quan huyên rồi. Vừa rồi mình mới giết thiên đạo, bây giờ lại tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên sao? Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, ta với ngươi, chúng ta có thể giết tới Tổng viện ở vũ trụ Quan Huyên được không? Ta đánh kẻ nhỏ, ngươi đánh kẻ lớn. Chỉ cần ngươi gật đầu, bây giờ chúng ta giết đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên luôn. Sau một hồi im lặng, tiểu tháp nói, ta cảm ơn ngươi đã xem trọng ta vậy nhé. Mẹ kiếp! Thằng nhóc này còn tàn nhẫn hơn cả ông nội hắn. Còn tinh khôn hơn cả cha hắn, ảo ma thật đấy. Sao nhà họ Dương này đời sau khủng khiếp hơn đời trước thế nhỉ? Nghe tháp gia nói, Diệp Quân lắc đầu, vẻ mặt chua xót. Lúc này, cô gái váy tím bỗng gọi, Diệp Quân công tử. Diệp Quân nhìn cô gái váy tím, cô ta do dự một lát rồi nói, ta có thể nói chuyện với công tử không? Diệp Quân bình thản hỏi, cô muốn nói gì? Cô gái váy tím đi tới trước mặt Diệp Quân. Cô ta nhìn hắn, chân thành nói, ta có thể nhìn ra được công tử không phải là phường đại gian đại ác. Lần này công tử đến mượn kiếm là vì Nạp Lan ca cô nương phải không? Diệp Quân nhìn cô gái váy tím, sao cô biết? Cô gái váy tím khẽ cười, tuy Diệp Quân công tử tới Trung Thổ Thần Châu chưa lâu nhưng danh tiếng của công tử đã truyền khắp Trung Thổ Thần Châu từ lâu rồi. Thật không dám giấu, ta đã ngưỡng mộ công tử từ lâu, thế nên đã điều tra về công tử. Diệp Quân nhìn cô gái váy tím, cô muốn nói gì? Cô gái váy tím bỗng nhìn một ông lão bên cạnh, đại trưởng lão, hãy lấy khối ô mộc của đế tộc bất tử chúng ra đây. Ô mộc! Nghe vậy sắc mặt đại trưởng lão bỗng thay đổi. Cô gái váy tím bình tĩnh nói, đại trưởng lão, nếu không ngoài dự liệu, Diệp công tử vừa đi thì ông sẽ là tộc trưởng của đế tộc bất tử chúng ta rồi. Nghe thế, đại trưởng lão giật mình. Đúng vậy! Tộc trưởng hiện nay đã khiến mọi người phẫn nộ rồi. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão quay người rời đi, tốc độ của ông ta rất nhanh,
chớp mắt đã cầm một chiếc nhẫn không gian tới trước mặt Diệp Quân. Ông ta đưa nhẫn cho Diệp Quân. Cô gái váy tím bỗng nói, đây là ô mộc 10 vạn năm, khí ô mộc ẩn chứa trong đó rất có ích cho linh hồn. Diệp công tử có thể để Nạp Lan Ca cô nương liên tục hấp thu khí ô mộc này, có vật này thì linh hồn của Nạp Lan Ca không những có thể tồn tại lâu hơn mà còn có thể ngưng tụ và cường hóa linh hồn. Sau này công tử tìm được kiếm thanh huyên, tạo lại thân xác cho cô ấy, linh hồn của cô ấy sẽ không suy nhược và không có hậu di chứng gì cả. Ô mộc 10 vạn năm. Đại trưởng lão thấy sót, Diệp công tử, vật này trị giá lên đến cả 100 triệu kim tinh, được xem là một trong những bảo vật trấn tộc của đế tộc bất tử ta đấy. Diệp Quân nhìn cô gái váy tím, cô tên gì? Cô gái váy tím khẽ cười, Đông Lý Ngư. Diệp Quân cất nhẫn không gian đi, sau đó nói cảm ơn. Nói xong hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, Đông Lý Trần ở đằng xa bỗng giống giật, hỗn xược. Hỗn xược. Nói rồi, ông ta lấy ra một tấm lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Kiếm lệnh. Đông Lý Trần nhìn chằm chằm vào Diệp Quân ở phía xa, thù hận nói, đều tại ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Nói rồi, ông ta kích hoạt kiếm lệnh. Bù! Tượng kiếm chủ nhân gian ở phía xa bỗng rung lên kịch liệt, sau đó một dãy kiếm khí xông thẳng lên trời. Rầm! Luồng khí tức khủng khiếp này lan tràn ra cả trung thổ thần châu trong nháy mắt. Nhân gian kiếm ý! Giây phút này! Tất cả cường giả ở trung thổ thần châu đều cảm nhận được một luồng kiếm ý khủng bố. Nhân gian kiếm ý vừa xuất thế, hàng trăm triệu chúng sinh kinh hãi. Tất cả kiếm của trung thổ thần châu dường như đều run rẩy trong giây phút này, sau đó vùng vẫy thoát khỏi tay của chủ nhân của mình, đồng loạt bái về hướng bất tử giới. Người đàn ông đó trở về rồi sao? Đông Lý Trần tức giận chỉ vào mặt Diệp Quân, gào lên như một kẻ điên, nhân gian kiếm ý, giết hắn. Giết hắn. Tiểu tháp. Nhân gian kiếm ý. Thấy cảnh này, sắc mặt tất cả cường giả của đế tộc bất tử có mặt ở đây đều vô cùng khó coi. Luồng kiếm khí này là kiếm chủ nhân gian để lại đây. Tiên tổ của đế tộc bất tử có lệnh, chỉ khi đế tộc bất tử rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong mới có thể kích hoạt luồng kiếm khí này. Rõ ràng bây giờ Diệp Quân không có ý định diệt đế tộc bất tử. Hơn nữa, cho dù Diệp Quân muốn diệt, cả đế tộc bất tử đồng tâm hiệp lực cũng có thể đánh lại Diệp Quân. Chưa cần nhắc đến họ còn một vài tiên tổ hùng mạnh ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Thế nên, một Diệp Quân không đủ để dùng luồng kiếm khí này. Mà Đông Lý Trần lại vì việc riêng mà tự ý triệu hồi luồng kiếm khí này. Dù có giết được Diệp Quân thì đế tộc bất tử vẫn chịu lỗ. Những cường giả đế tộc bất tử đều thấy lòng mình nhỏ máu. Đông Lý Trần nhìn chằm chằm Diệp Quân. Ánh mắt ông ta không hề che giấu sát khí. Đúng như Diệp Quân nói, từ lúc bắt đầu ông ta đã cố ý ép Diệp Quân giết Đông Lý Mạch, vì Đông Lý Mạch không phải dòng chính của ông ta. Hơn nữa, Đông Lý Mạch quá yêu nghiệt, trưởng thành quá nhanh, cứ để tiếp tục như thế thì sẽ uy hiếp tới địa vị của ông ta. Thế nên, ông ta quyết định khích Diệp Quân giết Đông Lý Mạch. Ông ta đã thành công rồi. Nhưng ông ta không ngờ Diệp Quân lại vạch trần kế hoạch của mình trước mặt công chúng, khiến ông ta bị mọi người căm hận. Có thể nói, Diệp Quân đã hoàn toàn hủy hoại ông ta. Ông ta cũng biết, bây giờ mình chỉ có thể dựa vào luồng nhân gian kiếm khí này mới thay đổi được cục diện. Giết Diệp Quân trước rồi mới giết những kẻ không phục mình trong tộc. Kiếm đế sao? Luồng nhân gian kiếm khí này có thể dễ dàng chém giết cả một đại kiếm đế đấy. Đừng nói chỉ là một kiếm đế. Diệp Quân đứng gần đó nhìn luồng nhân gian kiếm khí kia, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có. Mạnh quá! Thật ra hắn không cảm nhận được sự mạnh mẽ của cô váy trắng quá sâu sắc. Vì bà ấy chỉ dùng một nhát kiếm đã giải quyết xong sự việc rồi. Hơn nữa chẳng có khí thế gì cả, tóm lại chỉ một nhát kiếm. Đương nhiên, hắn cũng hiểu. Nguyên nhân chủ yếu là vì nhát kiếm của cô váy trắng không phải là nhát kiếm để giết hắn, nếu không có lẽ hắn cũng sẽ cảm nhận được thế nào gọi là mạnh mẽ. Nhưng lúc này, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng kiếm khí này một cách rất rõ ràng. Kiếm chủ nhân gian. Diệp Quân nhìn chằm chằm luồng nhân gian kiếm khí đó, hai tay siết chặt, vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ là một luồng kiếm khí nhưng lại có thể mạnh đến cỡ này.
nếu kiếm chủ nhân gian đích thân xuất hiện ở đây thì phải mạnh đến cỡ nào nữa. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, ánh mắt kiên định, một luồng kiếm khí trải qua hàng chục triệu năm mà vẫn mạnh đến thế này, tháp ra, đây mới thật sự là kiếm tu, đây mới là kiếm tu trong lòng ta. Ta phải cố gắng trở thành kiếm tu mạnh mẽ như kiếm chủ nhân gian. Dứt lời, luồng nhân gian kiếm khí kia bỗng khẽ run, ngay sau đó, nó hóa thành một thanh kiếm phóng về phía Diệp Quân. Nhìn thấy cảnh này, Đông Lý Trần cười gằn, Diệp Quân, nhát kiếm này, người đỡ kiểu gì? Diệp Quân nhìn thanh kiếm phóng tới, giây phút này, hắn cảm thấy mình như một chiếc thuyền lá trôi lênh đênh giữa biển sâu, xung quanh là gió táp và bão tố vô tận. Nhỏ bé. Đứng trước nhát kiếm này, hắn lại một lần nữa cảm thấy mình bé nhỏ. Dù đã là kiếm đế nhưng đứng trước luồng kiếm khí này, hắn lại nhỏ nhoi đến thế. Nhưng, trong mắt hắn không hề có sự khiếp sợ. Diệp Quân siết chặt kiếm hành đạo, một giây sau, hắn mạnh mẽ đâm một kiếm về phía trước. Dù bản thân nhỏ bé như con sâu cái kiến, hắn vẫn dám xuất kiếm. Kiếm chủ nhân gian thì đã sao? Ta kính ông. Nhưng ta không sợ ông. Ông dám đánh ta thì ta chôn ông luôn. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, nhát kiếm này của Diệp Quân đâm thẳng lên luồng nhân gian kiếm khí. Nhân gian kiếm khí rung lên kịch liệt rồi hóa thành vô số mảnh vụn bay về phía Diệp Quân dưới ánh nhìn của mọi người. Tất cả người của đế tộc bất tử đều ngây ra như phỗng. Phá rồi sao? Chàng trai này đã phá được kiếm khí của kiếm chủ nhân gian rồi sao? Giây phút này, cường giả của đế tộc bất tử như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Đông Lý Trần kia thì càng không thể tin nổi, liên tiếp lùi sau, sao? Sao có thể? Diệp Quân cũng hơi ngớ người. Phá được rồi à? Lúc này, vô số mảnh vụn nhân gian kiếm khí bay tới trước mặt hắn. Sau đó, Diệp Quân cảm thấy dường như có thứ gì đó đang sờ đầu mình, cảm giác rất diệu kỳ. Rất nhanh. Những mảnh vụn nhân gian kiếm khí kia đã tan biến. Diệp Quân đứng trầm ngâm. Ấy vậy mà mình lại có thể phá được kiếm khí của kiếm chủ nhân gian. Hình như mình, hơi bị ngầu đấy. Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân bỗng nhìn kiếm hành đạo trong tay, là vì thanh kiếm này sao? Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, không phải vì kiếm đâu, thanh kiếm này của ngươi có thể phá vỡ tất cả, nhưng nó sẽ không phá kiếm khí của kiếm chủ nhân gian. Kiếm khí của người ta là tự tiêu tan đấy. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp ra, vì sao nó lại tự tiêu tan? Sau một hồi im lặng, tiểu tháp nói, chắc thấy ngươi thiên phú ngút trời, không đành lòng giết ngươi nên mới quyết định tha cho ngươi một mạng đấy. Diệp Quân lắc đầu cười. Tiểu tháp hỏi, ngươi cười gì? Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, tháp ra, thương lượng một việc nhé. Tiểu tháp tò mò, chuyện gì? Diệp Quân chân thành nói, lần sau muốn qua mặt ta thì ngươi. Hãy qua mặt cho có tâm một chút. Tiểu tháp. Diệp Quân cũng không hỏi thêm vấn đề này nữa, hắn biết mình có hỏi thế nào thì tháp ra cũng sẽ không nói. Diệp Quân nhìn Đông Lý Trần với vẻ mặt không thể tin nổi ở đằng xa, hắn không nói gì, quay người rời đi. Hắn không giết ông ta. Vì hắn biết, Đông Lý Trần đã toi đời rồi. Bây giờ hắn mà ra tay có lẽ sẽ bị đế tộc bất tử đánh hội đồng, tuy Đông Lý Trần ngu ngốc nhưng trong đế tộc bất tử vẫn còn người thông minh. Dưới sự theo dõi của cường giả đế tộc bất tử, Diệp Quân ngự kiếm biến mất phía chân trời. Đương nhiên bọn họ không dám ngăn cản hắn. Bây giờ bọn họ còn chưa thể tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra. Kiếm khí của kiếm chủ nhân gian bị phá rồi sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đại trưởng lão đi tới bên cạnh Đông Lý Ngư, ông ta trầm giọng nói, cậu ấy đã phá được kiếm khí của kiếm chủ nhân gian. Đông Lý Ngư im lặng. Cô ta cũng cảm thấy chuyện này quá khó tin. Vừa rồi, cô ta đã nghĩ lần này Diệp Quân chắc chắn sẽ chết. Đại trưởng lão bỗng trầm giọng than, ô mộc kia. Đông Lý Ngư nhìn đại trưởng lão, nếu không làm vậy, ông đoán xem Diệp công tử có chịu rời khỏi đây mà không có thu hoạch gì hay không. Nghe thế, sắc mặt đại trưởng lão bỗng nghiêm trọng hẳn. Đông Lý Ngư khẽ nói, huynh ấy dám giết cả thiên tài của nhà họ An và thiên đạo, huynh ấy còn sợ đế tộc bất tử chúng ta sao? Nếu không chủ động tặng cho huynh ấy, đợi đến lúc huynh ấy ra tay thì chúng ta không chỉ mất mỗi một khối ô mộc thôi đâu. Nghe vậy, đại trưởng lão toát mồ hôi lạnh, đúng vậy thật.
nếu Diệp Quân không chịu bỏ qua, bắt đầu giết người cướp của thì sẽ khiến đế tộc bất tử bọn họ đau đầu. Thằng nhóc này thật sự quá yêu nghiệt. Đông Lý Ngư nhìn chân trời, khẽ nói, vẫn là con mắt nhìn người của chủ tịch Diệp Quan chỉ kia đặc biệt. Tiếc là thế lực của đám thế gia ở Tổng viện quá mạnh. Nếu không, bây giờ Diệp công tử này đã là thiên tài của thư viện rồi. Đại trưởng lão vội nói, Tiểu Ngư, chúng ta cũng là thế gia. Đông Lý Ngư khẽ cười, không nói thêm gì về chuyện này. Như nhớ ra chuyện gì, cô ta nhìn Đông Lý Trần đứng như kẻ mất hồn ở bên kia rồi nói, Đại trưởng lão, ông còn không đứng ra chủ trì đại cục sao? Nghe vậy, đại trưởng lão bỗng thấy kích động, ông ta vội bước ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta xác định vị trí tộc trưởng đi rồi đánh tiếp. Mọi người. Diệp Quân vừa rời khỏi đế tộc bất tử thì nhìn thấy Diệp Khải và Tịch Huyền. Hai người không rời đi mà vẫn đứng quan sát đế tộc bất tử. Diệp Khải trầm giọng nói, Diệp Quân ca. Diệp Quân, cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo này, chắc chắn ta không thể tham gia được nữa rồi. Hai người thì sao? Tịch Huyền, ta cũng không thể tham gia. Diệp Khải im lặng. Diệp Quân cười nói, chắc là hai người vẫn có thể tham gia, dù thư viện có truy cứu thì nhất định cũng sẽ đối phó với mình ta thôi, sẽ không làm gì hai người đâu. Thế nên, hai người có thể tới tham gia, đó là số mệnh đại đạo đấy, nếu có được sẽ giúp ích rất nhiều cho hai người. Tịch Huyền lắc đầu, không cần nữa. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Tịch Huyền cười nói, ta tham gia là để giúp ngươi chứ không phải vì tranh giành số mệnh đại đạo gì đó. Diệp Quân bỗng thấy lòng ấm áp, hắn khẽ nói cảm ơn. Tịch Huyền lắc đầu cười, khách sáo gì chứ? Diệp Khải bỗng nói, Diệp Quân ca, ta muốn đi thử. Diệp Quân nhìn Diệp Khải cười nói, ta muốn tranh giành cho nhà họ Diệp. Diệp Quân cười nói, được, nhưng xảy ra chuyện này, không biết cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo có bị ảnh hưởng gì không? Tóm lại để tùy cơ hành động nhé. Diệp Khải đáp, ta hiểu mà. Tịch Huyền bỗng nói, có lẽ nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ không chịu bỏ qua đâu. Diệp Quân trầm lặng. Nhà họ An. Tuy cô váy trắng đã giết chết nhiều cường giả nhà họ An, nhưng cường giả của nhà họ An ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên vẫn chưa chết. Hơn nữa, nhà họ An ở Thanh Châu vẫn còn. E rằng đối phương sẽ không chịu bỏ qua mối thù này đâu. Còn cả tộc Thiên Long Viễn Cổ, mình đã giết một thiên tài của bọn họ, tộc này vô cùng kiêu ngạo. Chắc chắn cũng sẽ không chịu thiệt. Lúc này, Tịch Huyền bỗng nói, nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ còn tạm, thật ra điều ta lo lắng nhất là Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền trầm giọng nói, người đã giết thiên đạo đấy. Đó là trọng tội ở cả vũ trụ Quan Huyên, vì thiên đạo có liên quan đến linh khí của một nơi, mà bây giờ, đại trận linh khí của cả Trung Thổ Thần Châu đã không còn hiệu quả. Linh khí của Trung Thổ Thần Châu cũng đang tan biến nhanh chóng. Nói đến đây, sắc mặt của cô ấy bỗng trở nên phức tạp, tội của ngươi còn nghiêm trọng hơn tội của ta năm xưa nhiều. Diệp Quân im lặng, giết thiên đạo. Hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng hắn không hề hối hận. Mẹ kiếp, thiên đạo kia cứ nhất quyết phải khích bác mình, không giết sao mình nhịn nổi cục tức này. Nếu lúc trước thiên đạo kia xin tha, nhận sai, rồi đền mình chút bảo vật gì đó thì có lẽ mình sẽ tha. Nhưng thứ khốn kiếp đó còn dám khiêu khích mình. Không giết, tức lắm. Mẹ nó chứ. Nếu ngươi cho ta chút lợi ích gì đó thì ta đã không giết ngươi rồi. Đúng là tức chết đi được. Diệp Khải bỗng nói, Diệp Quân ca, bây giờ huynh tính sao? Tính. Diệp Quân im lặng, hắn vốn định tới đế tộc bất tử để mượn kiếm làm cho tiểu ca sống lại, nhưng bây giờ... Kiếm Thanh Huyên không có ở đế tộc bất tử, cũng có nghĩa là hắn phải tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Nhưng tình hình bây giờ... Đúng lúc này, viện trưởng Cố Triều Nguyên của Thư viện Quan Huyên bỗng xuất hiện, ông ta nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, vừa nãy Tổng viện đã ra lệnh, vì cậu đã giết thiên đạo nên Tổng viện phát lệnh truy nã cấp 10 đối với cậu, người giết được cậu sẽ được thưởng 100.000 tiên tinh. 100.000 tiên tinh. Diệp Quân nheo mắt, một tiên tinh bằng 100 kim tinh. 100.000 tiên tinh bằng với 100 triệu kim tinh đấy. Hơn nữa tiên tinh còn vô cùng trân quý, tiên tinh có thể đổi ra kim tinh nhưng kim tinh không thể đổi được tiên tinh đâu. Lúc này, Cố Triều Nguyên lại nói, không chỉ thế,
cách thức tranh giành số mệnh đại đạo lần này đã thay đổi. Đổi thành ai giết được cậu sẽ là quán quân, sẽ có được số mệnh đại đạo. Hơn nữa, còn là ba đạo số mệnh đại đạo, phần thưởng nâng lên gấp 3 lần. Bây giờ, thiên tài của cả vũ trụ đều muốn tìm giết cậu. Thêm vào đó, giới hạn tuổi tác sẽ được nâng từ 22 lên 45, cũng có nghĩa là thiên tài của đời trước cũng có thể tham gia. Nghe vậy, đám Diệp Quân đều sững sờ. Tiểu Tháp chìm vào im lặng. Treo thưởng truy nã. Lại còn là lệnh treo thưởng truy nã từ thư viện Quan Huyên. Nghe Cố Triều Nguyên nói xong, sắc mặt của Tịch Huyền và Diệp Khải đều thay đổi. Quan trọng nhất là, thể thức tranh giành số mệnh đại đạo đã thay đổi. Ai giết được Diệp Quân thì người đó là quán quân, hơn nữa sẽ có được đến ba đạo số mệnh đại đạo. 100 vạn tiên tinh, rất quý giá. Nhưng số mệnh đại đạo mới là cái đáng quý nhất, tiền bạc không thể sánh được. Vì sao? Vì có được số mệnh đại đạo có nghĩa là được đại đạo che chở, người có thể gặp dữ hóa lành, có thể ngang nhiên ngẩng mặt đi trong khi những người khác phải dè dặt như đi trên phiến băng mỏng, nếu ngươi có được càng nhiều số mệnh đại đạo thì cuộc đời ngươi càng thăng hoa. Tất cả khổ nạn đều không thể làm gì được ngươi. Cuộc đời của ngươi như nở hoa vậy. Năm xưa chủ nhân đại đạo bút phát ra 3.000 đạo số mệnh đại đạo, thư viện độc chiếm 2.000 đạo, 1.000 đạo còn lại phát tán rải rác trong vũ trụ. Người có duyên sẽ gặp được. 3.000 đạo số mệnh đại đạo này là thứ đám thế gia kia thèm khát nhất. Vì sao? Vì thiên tài trong gia tộc bọn họ không thiếu công pháp, không thiếu thần vật, không thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, chỉ thiếu số mệnh đại đạo mà thôi. Số mệnh đại đạo có thể khiến thiên tài của bọn họ đi xa hơn. Mà bây giờ, quán quân cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo có thể được thưởng đến 3 đạo số mệnh đại đạo. Hơn nữa, giới hạn tuổi tác được nâng từ 22 lên đến 45. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thiên tài đời trước cũng có thể tham gia. Điều này khiến vô số tông môn và thế gia phát cuồng. Thế gia và tông môn nào có được 3 đạo số mệnh đại đạo thì có nghĩa gia tộc và tông môn của họ sẽ có thể xuất hiện thêm 3 vị yêu nghiệt tuyệt thế nữa. Tranh! Đám thế gia và tông môn tới từ vũ trụ Quan Huyên cũng sao động. Cố Triều Nguyên nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp. Ông ta nói với Diệp Quân những điều này không phải vì muốn Diệp Quân nợ mình một ân nghĩa, mà chỉ đơn thuần là không thể tiếp tục trơ mắt nhìn những hành vi đáng khinh của đám thế gia và tông môn kia nữa. Ức hiếp người quá đáng. Đặc biệt là nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ, những hành vi đó thật sự quá ô nhục, hổ thẹn với danh tiếng của thế gia cổ xưa. Vì ông ta là người chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối nên ông ta là người hiểu rõ những gì đã xảy ra hơn ai hết. Chèn ép một cậu thiếu niên như thế này, thật sự là hiếp người quá đáng. Diệp Quân bỗng nhìn Cố Triều Nguyên, tiền bối là người của thư viện sao? Cố Triều Nguyên gật đầu, viện trưởng thư viện, Cố Triều Nguyên. Diệp Quân cười nói, thế mà tiền bối còn tới báo tin cho ta. Cố Triều Nguyên lắc đầu, Diệp công tử, rất xin lỗi. Ta không thể chống lại cường quyền, giúp công tử giành lấy công bằng, thậm chí còn không thể báo cáo lại sự thật của mọi việc lại cho Tổng viện. Rất xin lỗi. Ông ta không phải là Diệp Quan chỉ. Báo với Tổng viện. Nếu ông ta dám làm vậy, ông ta sẽ không nhìn thấy được mặt trời của ngày mai. Đám thế gia và tông môn kia có thực lực để làm việc này. Bọn họ còn kiềm chế được cả Diệp Quan chỉ, đừng nói đến một viện trưởng nho nhỏ như ông ta. Diệp Quân lắc đầu, ta hiểu được. Cố Triều Nguyên gật đầu, Diệp công tử, bây giờ nếu công tử muốn sống sót thì chỉ có một cách, tới tìm Diệp Quan chỉ cô nương ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên, chỉ có cô ấy mới có thể giúp công tử rút lại lệnh truy nã có thưởng từ thư viện. Diệp Quân cười đáp, ta hiểu rồi. Cố Triều Nguyên khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Diệp Khải nhìn Diệp Quân, cười khổ. Y vốn định tranh giành số mệnh đại đạo. Nhưng bây giờ xem ra không thể nữa rồi. Diệp Quân bỗng nhìn hai người tính thế nào? Diệp Khải trầm giọng nói, Diệp Quân ca, ta đi theo huynh. Y biết sắp tới sẽ có rất nhiều người truy sát Diệp Quân, lúc này, Diệp Quân thân cô thế cô, sao có thể chống đỡ nổi sự truy sát của đám thiên tài kia được? Hơn nữa, có thể còn có thiên tài từ vũ trụ Quan Huyên xuống. Diệp Quân lại lắc đầu, Diệp Khải đệ. Để có tạo hóa riêng của mình, không cần phải đi theo ta. Hắn không muốn liên lụy Diệp Khải.
Nếu Diệp Khải theo hắn giết thiên tài tới từ Tổng viện Thư viện Quan Huyên, chắc chắn sẽ tạo ra vô số mối nhân quả, hắn không muốn liên lụy đến Diệp Khải. Diệp Khải còn định nói gì đó, Diệp Quân vẫn lắc đầu, Diệp Khải đệ, nghe lời ta, đệ chăm chỉ tu luyện, nhà họ Diệp còn phải dựa vào đệ. Diệp Khải im lặng. Lúc này, giọng nói thần bí bỗng nói, nếu con muốn giúp cậu ấy thì phải nâng cao thực lực của mình, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được pháp tắc còn lại. Diệp Khải thầm nói, sư phụ, con vẫn lo cho Diệp Quân ca. Giọng nói thần bí, bây giờ con đi theo cậu ấy không giúp được gì cho cậu ấy cả. Diệp Khải trầm ngâm. Giọng nói thần bí, đến lúc thực lực của con được nâng lên một tầm cao mới thì sẽ giúp được nhiều hơn cho cậu ấy. Diệp Quân bỗng nói, Diệp Khải đệ, tin ta sẽ cố gắng sống sót. Diệp Khải nhìn Diệp Quân, sau một hồi trầm ngâm, y nói, Diệp Quân ca, ta phải đi tìm pháp tắc, huynh yên tâm, lúc ta tìm được đạo pháp tắc thứ ba thì ta sẽ tới tìm huynh. Diệp Quân gật đầu, được. Diệp Khải trầm giọng nói, Diệp Quân ca, bảo trọng. Nói xong, y quay người hóa thành một đạo lôi quang, biến mất phía chân trời. Diệp Quân nhìn đạo lôi quang biến mất phía xa, sau một thoáng im lặng, hắn nhìn Tịch Huyền cô nương, cô cũng đi đi. Tịch Huyền suy nghĩ, sau đó nói, người định đối diện với lệnh treo thưởng truy nã của thư viện thế nào? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Hắn không biết thật. Đây không phải là lệnh truy nã của Trung Thổ Thần Châu, mà là của Tổng viện. Tịch Huyền trầm giọng nói, người có ba con đường để chọn. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền. Cô ấy giơ một ngón tay lên, thứ nhất, ngươi có thể tới Tiên Bảo Các, bây giờ, thế lực có thể đối đầu với Thư viện Quan Huyên chỉ có Tiên Bảo Các. Nhưng chắc chắn Tiên Bảo Các sẽ không vì ngươi mà đối đầu với Thư viện Quan Huyên. Nói rồi, cô ấy giơ ngón tay thứ hai lên, thứ hai, như viện trưởng Cố Triều Nguyên nói, ngươi có thể đi tìm Diệp Quan chỉ cô nương, ngươi tìm được cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ cứu được ngươi. Nhưng ta thấy rất khó, vì lúc trước cô ấy đã bị điều đi. Điều này cho thấy dù là cô ấy cũng không chống lại được phe thế gia và tông môn. Diệp Quân gật đầu, hắn chưa từng nghĩ sẽ đi tìm Diệp Quan Chỉ, tuy bọn họ có quen biết nhưng chẳng thân thiết gì cho cam. Diệp Quan Chỉ cô nương rất tốt, hắn không muốn liên lụy người ta. Tịch Huyền cười nói như vậy thì ngươi chỉ còn một con đường cuối rồi. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, cô ấy nhìn chằm chằm hắn, trốn. Trốn. Diệp Quân lắc đầu cười, cả vũ trụ này đều nằm dưới sự thống trị của thư viện, ta có trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi địa bàn của bọn họ. Tịch Huyền, vậy phải xem trốn kiểu gì? Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, cô có đề nghị nào hay sao? Tịch Huyền trầm giọng nói, lánh đi chỉ là phương án tạm thời, không có hiệu quả dài lâu. Ta cảm thấy, điều ngươi thật sự cần làm chính là chiếu cáo với thiên hạ về sự bất công mà ngươi đang gánh chịu. Không thể tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên được, vì ngươi hoàn toàn không có cơ hội để tới đó, mà người có thể giúp ngươi chủ trì công đạo chỉ có một. Diệp Quân nheo mắt, kiếm chủ nhân gian. Tịch Huyền gật đầu, bây giờ Tổng viện chia ra thành ba phe, phe Thư viện, phe Tông Môn và phe Thế Gia. Phe Tông Môn và phe Thế Gia bắt tay nhau chèn ép phe Thư viện, dù ngươi có tới Tổng viện Thư viện thì chưa chắc phe Thư viện đã có thể giúp ngươi chủ trì công đạo. Hơn nữa. Tới Tổng viện là tới đại bản doanh của phe Thế Gia và Tông Môn, bọn họ có hàng vạn cách để giết chết ngươi. Nói đến đây, cô ấy dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, thế nên, chỉ có kiếm chủ nhân gian ra mặt mới có thể chủ trì công đạo cho ngươi được. Diệp Quân nói, làm sao để kiếm chủ nhân gian xuất hiện? Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quân, tới Thanh Châu, cáo ngự trạng. Tiểu Tháp, Diệp Quân chau mày, tới Thanh Châu cáo ngự trạng sao? Tịch Huyền gật đầu, lúc xưa ta ở thư viện từng đọc về lịch sử Thanh Châu. Mấy chục triệu năm trước, thư viện đầu tiên mà kiếm chủ nhân gian vào học là thư viện Thương Lan, sau này kiếm chủ nhân gian thành lập thư viện Quan Huyên xong thì biến thư viện Thương Lan thành thư viện Quan Huyên luôn, cũng chính là thư viện Quan Huyên của Thanh Châu. Năm xưa ông ấy từng trở về Thanh Châu mấy lần và để lại một đạo kiếm khí ở nơi đó. Nói rồi, cô ấy nhìn Diệp Quân, tới Thanh Châu. Sau đó tìm ra đạo kiếm khí đó, cáo ngự trạng. Cáo ngự trạng. Diệp Quân im lặng. Tịch Huyền trầm giọng nói, đây là con đường duy nhất của ngươi bây giờ, cáo ngự trạng, mời kiếm chủ nhân gian hiển linh, để ông ấy chủ trì công đạo cho ngươi.
Kiếm chủ nhân gian xuất hiện chắc chắn có thể nhìn rõ mọi việc, cũng chỉ có ông ấy mới chấn áp được phe tông môn và phe thế gia. Sau một hồi im lặng, Diệp Quân lập tức nói, thử xem. Cứ trốn mãi cũng không phải là cách, hơn nữa dù mình có thể chạy, cuối cùng đám người kia không giết được mình, khó đảm bảo được bọn chúng sẽ không lấy đạo môn và nhà họ Diệp ra uy hiếp. Thế nên, đúng như Tịch Huyền nói, chạy mãi cũng không phải là cách làm đúng đắn. Cáo ngự trạng. Kiếm chủ nhân gian thành lập thư viện, kiến lập một trật tự hoàn toàn mới cho thế giới, chắc chắn vô cùng anh minh. Nghĩ là làm. Diệp Quân lập tức nói, Tịch Huyền cô nương, ta muốn trở về đạo môn một chuyến, từ biệt sư tỷ và sư phụ, cô. Tịch Huyền nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, không được, sẽ liên lụy đến cô đấy. Tịch Huyền lắc đầu, ta không quan tâm những điều này. Diệp Quân cười khổ, Tịch Huyền cô nương, bây giờ ta đang bị treo thưởng truy nã. Tịch Huyền bỗng trợn mắt với Diệp Quân, hơi tức giận, sao con người ngươi như đàn bà vậy? Ngươi sợ ta liên lụy ngươi à? Diệp Quân lắc đầu, không không, ta không có ý đó, ta. Tịch Huyền ngắt lời Diệp Quân, ngươi có quen thuộc với Thanh Châu không? Ngươi có quen thuộc với Tổng Viện không? Ngươi biết làm sao để tới Thanh Châu không? Đi bằng trận pháp dịch chuyển à? Ngươi nghĩ bây giờ mình còn có thể đi bằng trận pháp dịch chuyển sao? Diệp Quân im lặng. Tịch Huyền khẽ nói, ta cũng đâu có yêu cầu ngươi phải làm gì, sao ngươi đề phòng ta vậy? Diệp Quân vội lắc đầu, ta không có ý nào khác, ta chỉ là lo mình sẽ làm liên lụy đến cô, ta. Tịch Huyền bình tĩnh nói, ta không sợ. Diệp Quân trầm mặc. Tịch Huyền nói, đừng tốn thời gian vào chuyện này nữa. Chẳng phải ngươi muốn đi từ biệt à? Đi, về đạo môn từ biệt rồi nhanh chóng lên đường. Diệp Quân gật đầu, được. Diệp Quân xòe bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn, hắn ngự kiếm, cùng Tịch Huyền biến mất. Trong tháp, giọng nói bí ẩn bỗng nói, ở Thanh Châu thật sự có kiếm khí à? Tiểu tháp, có. Giọng nói bí ẩn, hắn muốn đi cáo ngự trạng đấy. Tiểu tháp khẽ nói, thế thì cứ đi thôi. Ta cũng không thể nào ngờ được, mấy chục triệu năm sau, đám thế gia và tông môn lại hống hách đến độ này. Đúng là thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Giọng nói bí ẩn im lặng. Tiểu tháp lại nói, tới Thanh Châu cũng tốt, cũng xem như là quê quán của hắn. Hơn nữa, ta cũng hơi nhớ tiểu chủ rồi. Nếu lần này gặp được thì tốt quá, ta đoán cũng chỉ có thằng nhóc này mới có thể khiến tiểu chủ hiện thân thôi. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, thật ra hắn tới nơi khác cáo ngự trạng có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tiểu tháp, tiên bảo các à. Giọng nói bí ẩn, nếu hắn tới trước bức tranh kia của tiên bảo các gọi mẹ, thư viện ức hiếp con, thì chắc là thư viện sẽ bị san bằng. Tiểu tháp im lặng. Với tính cách bảo vệ con của chủ mẫu, đừng nói là thư viện, e là cả cái vũ trụ quan huyên sẽ bị san bằng luôn đấy. Đạo môn. Diệp Quân đứng trước cửa đạo môn, bây giờ đạo môn không còn nghèo như xưa nữa. Một tấm biển rộng mấy trượng được gác trên hai cột đá cao vài trượng, trên đó có hai chữ thiếp vàng lớn, đạo môn. Đạo hòa thượng đứng trước cửa, bên cạnh ông ấy là Nam Lăng Nhất Nhất, trước mặt hai người là Diệp Quân. Từ biệt. Diệp Quân khom người thật sâu bái chào đạo hòa thượng, sư phụ, con phải đi rồi. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quân với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ông ấy đã biết mọi chuyện ở thư viện quan huyên rồi, ông ấy rất tức giận nhưng lại bất lực. Ông ấy biết, có một thế lực hùng mạnh đang đối phó với Diệp Quân, đạo môn không thể chống lại thế lực này được. Đạo hòa thượng khẽ thở dài, thằng nhóc, sư phụ không thể bảo vệ được con đừng trách sư phụ. Diệp Quân cười nói, sư phụ đừng nói vậy, những chuyện này xảy ra đều là vì con, mong rằng chuyện của con đừng liên lụy đến đạo môn. Đạo hòa thượng lại thở dài, con, bảo trọng. Nói rồi, ông ấy xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp Quân, đừng từ chối, cầm đi đi. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, trong đó có 1.000 vạn kim tinh. Diệp Quân sững sờ. Đạo hòa thượng khẽ nói, đây là năm xưa sư phụ để lại cho ta, ông ấy muốn ta dùng số tiền này để xây dựng lại đạo môn, để đạo môn trở thành một thế lực kha khá một chút. Nói rồi ông ấy lắc đầu, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Con làm đi. Diệp Quân do dự rồi nói, cũng được, nhưng người có thể cho thêm chút nữa không? Đạo hòa thượng cười ha ha, hết rồi.
Đây là số tiền mà mấy đời tổ sư của đạo môn tích góp lại mới được đấy. Diệp Quân im lặng. Nghèo quá đi mất. Đạo Hòa Thượng khe vỗ vai Diệp Quân, thằng nhóc, con không phải là nhân vật tầm thường, tương lai chắc chắn sẽ bay lượn trên 9 tầng mây, nhớ kỹ, con nhất định phải sống sót, nhất định đấy. Diệp Quân gật đầu, con hiểu ạ. Đạo Hòa Thượng, con nói chuyện với Nhất Nhất đi. Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Diệp Quân nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, cô ấy cúi gằm đầu, hai tay xoắn xuýt, không nói gì. Diệp Quân cười gọi, Nhất Nhất sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, đôi mắt hoe đỏ, rưng rưng nhưng nước mắt không rơi ra ngoài. Diệp Quân khẽ nói, đệ phải đi rồi. Sau này tỷ phải bảo trọng nhé. Nam Lăng Nhất Nhất vội nói, ta. Cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Lúc này, Tịch Huyền đứng bên cạnh bỗng nói, phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp mất. Diệp Quân bỗng lấy một chiếc nhẫn không gian đưa cho Nam Lăng Nhất Nhất, Nhất Nhất sư tỷ. Trong nhẫn không gian này có 10 xác chân long và một bộ, thần điển, và pháp điển cũng không biết lợi hại tới cỡ nào, tỷ tự nghiên cứu đi nhé. Ngoài ra, đệ còn để lại cho tỷ mấy trăm vạn kim tinh. Hắn khẽ cười, nhớ là sau này tới Ung Thành, muốn mua gì thì mua đó, đừng để mình phải vất vả. Nói xong hắn quay người cùng Tịch Huyền hóa thành một đạo kiếm quang mất hút phía chân trời. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn nhẫn không gian, ngây ngốc một hồi rồi nước mắt thi nhau rơi xuống, cô ấy ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói, sư đệ. Ta thích đệ. Lúc này, Đạo Hòa Thượng chậm rãi đi tới, ông ấy khẽ thở dài, nhà đầu. Con phải nhớ rằng thật ra cuộc đời này rất ngắn ngủi, ai rồi cũng sẽ chết đi, nếu yêu một ai đó thì phải dũng cảm lên một chút. Nam Lăng Nhất Nhất ngơ ngẩn nhìn chân trời, khẽ nói, sư phụ, con muốn tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Đạo Hòa Thượng lại thở dài. Nước mắt của Nam Lăng Nhất Nhất rơi lã chã, sư đệ xảy ra chuyện, ngoài việc cầu phúc cho đệ ấy, con không thể làm gì được cả. Con ghét bản thân mình vô dụng thế này, rất ghét. Con muốn tới Tổng viện, con muốn tu luyện, con muốn trở thành thần thuật sư mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Đạo Hòa Thượng gật đầu, được. Nam Lăng Nhất Nhất quay người hành lễ thật long trọng với Đạo Hòa Thượng, sư phụ, người hãy bảo trọng, con không ở đây, người đừng tham uống nữa nhé. Nói rồi, cô ấy quay người đi xuống núi. Đạo Hòa Thượng đứng đó nhìn Nam Lăng Nhất Nhất xuống núi, chợt thấy trống vắng. Bây giờ, đạo môn chỉ còn lại một mình ông ấy. Vũ trụ Quan Huyên, đại lục Tiểu Quan, trong một biệt huyển nào đó. Một cô gái ngồi trong đình, đang nhanh chóng phê duyệt gì đó. Người này chính là Diệp Quan Chỉ. Hôm nay Diệp Quan Chỉ mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, tóc dài buông sau vai, nhưng không hề rối. Trước mặt cô ấy là một đống tấu chương chờ phê duyệt. Lúc này, một bà cụ bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quan Chỉ, bà ấy khẽ hành lễ rồi nói. Viện chấp pháp và viện thiên đạo của thư viện đã phát lệnh treo thưởng truy nã, ai giết được Diệp Quân thì sẽ có được ba đạo số mệnh đại đạo và trăm vạn tiên tinh. Bà ấy dừng lại một lát mới nói, lệnh treo thưởng vừa được phát ra thì thiên tài, yêu nghiệt khắp nơi trong vũ trụ Quan Huyên lập tức tới trung thổ thần châu, trong đó còn có vài lão quái vật. Diệp Quan Chỉ đặt bút xuống, im lặng không nói gì. Bà cụ nhìn Diệp Quan Chỉ rồi lại nói, tuy đám tông môn và thế gia lớn kia không mặt dày đi tranh với những thế lực đó, nhưng ta đã điều tra trược, một số thiên tài và yêu nghiệt trong gia tộc bọn họ đã gấp rút đi trung thổ thần châu rồi. Ngoài ra, một số thiên tài trên bảng yêu nghiệt cũng. Diệp Quân bỗng hỏi, Diệp công tử giết An Đạo Tân, đánh bại vị ở vũ trụ ngũ duy rồi à? Bà cụ gật đầu, An Đạo Tân lấy ra thương võ thần, nhưng vẫn bị đánh bại. Gia chủ nhà họ An An Nhã ngang nhiên nhúng tay vào cuộc tỷ võ, đồng thời phái 80% cường giả của nhà họ An ở Thanh Châu đến trung thổ thần châu, chuẩn bị cưỡng ép giết chết Diệp Quân. Nhưng vẫn thất bại. Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói, người ra tay cứu Diệp Quân là ai? Bà cụ im lặng. Diệp Quan Chỉ nhìn bà cụ, bà ấy trầm giọng nói, chỉ biết là một nữ kiếm đế, nhưng không một ai nhớ được dung mạo của bà ấy. Nghe vậy. Diệp Quan Chỉ khẽ nhíu mày, ăn mặc thế nào? Bà cụ, một bộ váy đỏ như máu. Váy đỏ như máu. Diệp Quan Chỉ suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu, không có ấn tượng gì cả. Bà cụ gật đầu, Diệp công tử này cũng thật là thần bí. Diệp Quan Chỉ khẽ lắc đầu, ngày đó con chị nhà họ An,
không ngờ đám người phe thế gia và phe tông môn tưởng ta đang đối phó với bọn họ, nên bọn họ muốn giết Diệp Quân để cảnh cáo con. Nói rồi, ánh mắt của cô ấy thoáng vẻ áy náy, nói cho cùng là do con suy nghĩ không chu toàn, hại Diệp Quân. Nếu ngày đó con không nhúng ta vào, có lẽ sự việc sẽ không tiến triển như ngày hôm nay. Bà cụ lắc đầu, không liên quan gì đến con, nếu không có con thì nhà họ An và tộc Thiên Long cũng sẽ không tha cho cậu ấy, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nói rồi bà ấy nhìn Diệp Quan Chỉ, ta đề nghị không nên nhúng tay vào chuyện này nữa. Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn bà cụ trầm giọng nói, đúng sai trong chuyện này bây giờ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là thái độ của đám thế gia và tông môn kia. Bọn họ cho rằng con giúp Diệp Quân là đang chèn ép thế gia và tông môn, nên con càng giúp, cậu ấy càng gặp phiền phức. Diệp Quan Chỉ bỗng chậm rãi đứng lên, cô ấy đi sang một bên, chắp tay nhìn ra xa, không nói gì. Bà cụ tiếp tục nói, hơn nữa Diệp công tử đã giết Thiên Đạo, lần này cậu ấy không chỉ chọc giận phe tông môn và thế gia, còn chọc giận cả Viện Thiên Đạo và Viện Chấp Pháp, nếu bây giờ chúng ta giúp Diệp Quân thì là đối đầu với Viện Thiên Đạo và Viện Chấp Pháp. Điều này sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Diệp Quan Chỉ bỗng cười khẽ, nhưng con lại thấy đúng hay sai mới là điều quan trọng nhất. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nhà họ An ngang nhiên ỷ thế hiếp người, đó chính là sai. Thiên đạo của Viện Thiên Đạo tự ý nghe lệnh kẻ khác ra tay chèn ép người ta, thế cũng là sai. Trung Thổ Thần Châu khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ nhà họ An và các thế gia lớn khinh thường quan huyên pháp, đây là sai càng thêm sai. Nói rồi, cô ấy nhìn phía chân trời, vẻ mặt bình thản, con là chủ tịch văn viện của thư viện, tay nắm quyền cao, nếu chuyện gì cũng lo toan lợi ích và được mất, không phân đúng sai, vậy thì con có xứng đáng với quyền lợi mình được trao hay không? Có xứng đáng với những sách vở và quan huyên pháp mà mình đã học bao năm qua không? Nghe thế, sắc mặt của bà cụ bỗng thay đổi. Diệp Quan Chỉ bỗng quay người tới bên đình, cô ấy phất tay viết hai chữ lớn, tố cáo. Lúc nhìn thấy dãy tên tông môn và thế gia bên dưới, sắc mặt bà cụ tái mét, bà ấy run giọng, con làm vậy là muốn đối đầu với tất cả thế gia và tông môn, chỉ vì một Diệp Quân nho nhỏ, có xứng không? Diệp Quan Chỉ dừng bút, cô ấy trầm lặng rồi nói, vấn đề không phải là xứng hay không xứng, mà là nên hay không nên làm. Nếu tất cả người trong thư viện đều chỉ lo lợi ích, chỉ tính thiệt hơn, thì ai sẽ là người đứng ra đòi lại công đạo cho chúng sinh? Thư viện phục vụ cho chúng sinh chứ không phải phục vụ cho thế gia và tông môn. Bà cụ lắc đầu, trong nội các đa phần đều là người của thế gia và tông môn, dù con có nộp tố cáo cho nội các, kết quả cũng đã định sẵn từ trước rồi. Hơn nữa, con cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Quan Chỉ khẽ cười, vậy cũng phải làm. Bà cụ run giọng hỏi, vì sao? Vì cái gì? Diệp Quan Chỉ, vì tín ngưỡng trong tim. Bỗng nhiên. Một tia sáng phóng lên trời rồi hòa tan vào người Diệp Quan Chỉ. Rầm. Bỗng chốc một luồng chính khí hạo nhiên phóng từ trong người Diệp Quan Chỉ ra ngoài, bay vút lên trời. Cả đại lục tiểu quan chấn động. Có người thành thánh. Trong nháy mắt, hàng chục vạn luồng thần thức khủng bố quét về phía biệt huyền. Diệp Quan Chỉ mặc kệ luồng chính khí hạo nhiên tỏa ra từ người mình, tiếp tục vung bút, một lát sau, cô ấy cầm bản tấu chương này đi về phía nội các. Mỗi một bước đi của cô ấy đều có một tia sáng trắng hòa vào trong cơ thể, mà tia sáng trắng này chính là chính khí hạo nhiên của đất trời. Tất cả cường giả của thư viện đều kinh hãi. Văn viện lại xuất hiện thêm một văn thánh nữa rồi. Rất nhanh, Diệp Quan Chỉ đã tới trước điện nội các. Nội các là tổ chức có quyền thế nhất cả vũ trụ, đặc biệt là sau khi kiếm chủ nhân gian mất tích, quyền lực của nội các lại được đẩy lên đỉnh cao. Một ông lão tới trước mặt Diệp Quan Chỉ, ông ta khẽ hành lễ chúc mừng. Diệp Quan Chỉ đưa tấu chương cho ông lão, Trương lão, làm phiền rồi. Trương lão khẽ gật đầu, nhận tấu chương rồi quay người đi vào trong nội các. Diệp Quan Chỉ đứng trước điện nội các, chậm chậm nhắm mắt lại. Nửa canh giờ sau, Trương lão bước ra, ông ta nhìn Diệp Quan Chỉ, khẽ nói, nội các có chỉ, từ bây giờ bãi chức chủ tịch của Diệp chủ tịch. Đồng thời tước quyền điều động quan huyên vệ, đóng cửa đọc sách ở Nam Uyển, trong vòng 100 năm, không có lệnh của nội các, không được rời khỏi Nam Uyển. Diệp Quan Chỉ im lặng không nói gì. Bãi chức chủ tịch. Trước cửa điện nội các, Diệp Quan Chỉ không nói một lời nào đã xoay người đi.
Trương lão nhìn Diệp Quan Chỉ rời đi khẽ thở dài. Tin tức Diệp Quan Chỉ bị bãi chức chủ tịch nhanh chóng lan truyền khắp thư viện Quan Huyên, tin tức này nhanh chóng làm dấy lên sự bất mãn mạnh mẽ trong phái văn viện, thế là một cuộc biểu tình do các học sinh văn viện tổ chức đã nổ ra trong thư viện. Nhưng không có tác dụng, rất nhanh đã bị trấn áp. Trung thổ Thần Châu. Sau khi Diệp Quân và Tịch Huyền ra khỏi đạo môn, Diệp Quân lại đến Tiên Bảo Các tìm Tần Phong. Muốn đến Thanh Châu thì cách nhanh nhất vẫn nên thông qua trận pháp dịch chuyển của Tiên Bảo Các. Thế nhưng đến khi tới Tiên Bảo Các hắn mới biết Tần Phong đã bị điều về vũ trụ Quan Huyên. Trước cổng Tiên Bảo Các, Mạc Nhã trầm giọng nói, Diệp công tử, trước khi trưởng lão Tần Phong đi đã bảo ta nói với ngươi nhất định phải cẩn thận hai nhóm người. Nhóm thứ nhất là Cửu Thiên Thập Địa. Cửu Thiên Thập Địa là 9 động thiên lớn, 10 phúc địa lớn, các gia tộc và tông môn ở những nơi này đều có truyền thừa vô cùng thâm hậu. Thậm chí có truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Diệp Quân trầm giọng nói, Hám Thiên Tông đó cũng thuộc Cửu Thiên Thập Địa sao? Mạc Nhã gật đầu, vâng. Diệp Quân không nói gì. Mạc Nhã lại nói, ngoài ra còn có 9 châu lớn là 9 châu nằm dưới sự thống trị của vũ trụ Quan Huyên, Trung Thổ Thần Châu cũng là một trong 9 châu. 9 châu này có vài thế lực, mặc dù họ không có định cư ở vũ trụ Quan Huyên nhưng không thể xem thường thực lực của họ. Diệp Quân hỏi, hệ Ngân Hà thuộc cái gì? Mạc Nhã trầm giọng nói, hệ Ngân Hà tương đối đặc biệt, chỗ của họ là một vũ trụ thế giới duy nhất, mà ở đó có một thế lực vừa vô cùng hùng mạnh vừa bí ẩn tên là Ngân Hà Tông. Hơn nữa, nghe nói chỗ của họ có một cấm chế rất mạnh mẽ, người ngoài không thể đi vào. Diệp Quân ngẫm nghĩ nói, còn gì nữa không? Mạc Nhã nói, còn có bảng yêu nghiệt, đây là một bảng của vũ trụ Quan Huyên. Thiên tài trên bảng đó đều là thiên tài yêu nghiệt nhất trong vũ trụ Quan Huyên, hơn nữa là yêu nghiệt hàng đầu, nếu gặp phải bọn họ thì nhất định không được khinh thường. Diệp Quân gật đầu, hắn đã từng gặp Lưu Băng, phải nói là hôm đó hắn may mắn thắng được gã. Bây giờ nếu gặp phải, hắn cũng không sợ nhưng vẫn không thể khinh địch, phải biết là hôm đó Vân Trần thua là bởi vì sự khinh thường. Mạc Nhã nhìn Diệp Quân, vẻ mặt khá phức tạp. Cô ta không ngờ tình hình lại phát triển đến như bây giờ. Cô ta cứ nghĩ Diệp Quân có thể đến thư viện Quan Huyên nhưng hiện giờ Diệp Quân lại bị Tổng viện truy bắt. Chỉ có thể nói, ông trời trêu người. Diệp Quân chắp tay lại, cảm ơn Mạc Nhã cô nương, ta còn một yêu cầu hơi quá. Mạc Nhã nói, người muốn dùng trận pháp dịch chuyển à? Diệp Quân gật đầu, được không? Ánh mắt Mạc Nhã hiện lên vẻ xin lỗi, Diệp công tử. Ta vừa mới nhận được tin từ nay về sau Tiên Bảo Các đã đưa ngươi vào danh sách đen, không phục vụ ngươi nữa, hơn nữa tất cả tài sản của ngươi ở Tiên Bảo Các đều bị đóng băng. Tiểu Tháp, Tịch Huyền sầm mặt, vô lý quá đấy. Diệp Quân lắc đầu cười khổ. Thư viện truy bắt đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng bị Tiên Bảo Các đưa vào danh sách đen, đây là điều hắn không ngờ đến. Tất nhiên chuyện này cũng bình thường. Dù sao Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên cũng cùng một ruột. Mạc Nhã bỗng cắn răng, Diệp công tử, ta có thể kích hoạt một lần cho ngươi. Diệp Quân nhìn Mạc Nhã trầm giọng nói, ngươi muốn đi đâu? Ta kích hoạt trận pháp dịch chuyển cho ngươi. Diệp Quân cảm thấy rất cảm động, nhưng lại lắc đầu khẽ cười, Mạc Nhã cô nương, ta đã nhận lòng tốt của cô rồi. Nói rồi hắn nhìn Tịch Huyền, chúng ta đi thôi. Hai người biến mất ở đằng xa. Mạc Nhã sửng sốt đứng đó, một lúc sau cô ta lắc đầu thở dài. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, tại sao ngươi không đồng ý? Diệp Quân khẽ nói, nếu ta đồng ý, mặc dù chúng ta có thể đến Thanh Châu với tốc độ nhanh nhất nhưng Mạc Nhã cô nương sẽ thế nào? Cô ấy chắc chắn sẽ bị Tiên Bảo Các trừng phạt, nếu nghiêm trọng sẽ mất mạng. Nhẹ thì công việc của sẽ không được đảm bảo, tương lai của cô ấy sẽ bị hủy hoại. Hắn khẽ lắc đầu. Không thể vì bản thân mà làm liên lụy đến người khác, hơn nữa Mạc Nhã cô nương đã giúp ta quá nhiều, nếu ta lại làm liên lụy cô ấy thì hơi thất đức. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, khẽ cười nói, cũng đúng, vậy xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ đến Thanh Châu. Cũng may, Thanh Châu cách đây cũng không xa lắm, đi khoảng một tháng là có thể đến nơi. Diệp Quân bỗng nói, chúng ta có thể đi cướp trận pháp dịch chuyển. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân. Chỉ có Tiên Bảo Các mới có trận pháp dịch chuyển đến nơi đó, người đi cướp với Tiên Bảo Các ư. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, cũng không phải không được. Tiện thể cướp ít tiền. Tiểu Tháp,
Tịch Huyền liếc Diệp Quân, người đang nghĩ gì thế? Nếu chúng ta đi cướp của Tiên Bảo Các thì xong đời. Diệp Quân khó hiểu, là sao? Tịch Huyền trầm giọng nói, hiện giờ Tiên Bảo Các chỉ đưa ngươi vào danh sách đen, họ không hề giúp thư viện Quan Huyên bắt ngươi, ít nhất cũng không chính thức tuyên bố thế, nhưng nếu chúng ta đi cướp của Tiên Bảo Các, thì xong đời. Chúng ta chắc chắn sẽ bị họ truy bắt, nếu chúng ta bị bọn họ truy bắt thì còn đáng sợ hơn cả thư viện. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tịch Huyền bình tĩnh nói, vì Tiên Bảo Các có một hệ thống tình báo rất lợi hại, một khi họ muốn truy bắt chúng ta đi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa Tiên Bảo Các cực kỳ giàu, nếu họ bỏ ra 1.000 vạn tiên tinh để truy bắt chúng ta, người có tin mọi người ở khắp nơi trong vũ trụ đều sẽ đến giết chúng ta không? Diệp Quân lặng thinh không nói nữa. Tịch Huyền lắc đầu khẽ cười, người có thể đắc tội với Thư viện Quan Huyên nhưng không thể đắc tội với Tiên Bảo Các, thế lực này có quá nhiều tiền, không có gì họ không thể giải quyết bằng tiền. Thế nên chúng ta hãy đến Thanh Châu bằng tàu mây. Diệp Quân gật đầu, ừ. Tịch Huyền bỗng xòe bàn tay ra, một luồng sáng trắng bỗng bay vào trên tầng mây, luồng sáng tản đi, một chiếc tàu mây dài cả trăm trượng xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, cô có à? Tịch Huyền cười nói, tàu mây là vật dụng cần thiết để chạy trốn, đi thôi. Nói rồi cô ấy dẫn Diệp Quân bay đến trên tàu mây. Tịch Huyền sử dụng trận pháp, tàu mây nhanh chóng biến thành ánh sáng trắng lao vào bầu trời. Không lâu sau hai người đi vào trong tinh không. Tịch Huyền kéo một tấm bản đồ tinh vực ra, cô ấy xem một lúc lâu mới nói, chắc là không đi nhầm hướng. Nghe thế Diệp Quân sầm mặt, cô chắc chắn chứ? Tịch Huyền nhếch môi, ta cũng lần đầu đến tinh tế xa xôi nên ta cũng không chắc. Diệp Quân lắc đầu, không thể đi nhầm hướng được, nếu không chúng ta thật sự xong đời đấy. Tịch Huyền lại nghiêm túc xem lại lần nữa, sau đó nói, ta chắc chắn không có vấn đề gì. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Nói rồi hắn nhìn Tịch Huyền trước mặt, hôm nay Tịch Huyền không mặc chiếc áo bông nhỏ ngày hôm đó mà mặc một chiếc áo choàng nhung trắng như tuyết và một chiếc áo khoác màu trắng. Như cảm thấy quá đơn điệu nên cô ấy thêu vài bông hoa mai vào cuối phần áo khoác, hoa đang lúc nở, yêu kiều khoe sắc. Tóc bạc, áo trắng. Diệp Quân khẽ nói, cảm ơn. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân cười nói, cảm ơn gì cơ? Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Tịch Huyền mỉm cười, đừng khách sáo thế chứ. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, Tịch Huyền cô nương, mạo muội của một câu. Rốt cuộc năm đó cô và thư viện đã xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Huyền im lặng một lúc mới khẽ giọng nói, sư phụ của ta muốn coi ta là cái lò nung. Nghe thế Diệp Quân nhíu mày. Tịch Huyền nhún vai, ta tố giác với thư viện nhưng thư viện không quan tâm, thế là ta đã giết ông ta giống như ngươi giết một người vậy, lập tức vô số phiền phức ập đến. Ta không làm thì thôi, một khi đã làm thì sẽ làm đến cùng nên đã giết cả thư viện. Cô ấy vừa nói vừa nhìn Diệp Quân cười nói, ta làm vậy có đúng không? Diệp Quân gật đầu, rất đúng. Tịch Huyền mỉm cười không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, sau đó người của Tổng viện đến điều tra, hẳn là biết rõ chân tướng sự việc nhưng họ không minh oan cho cô mà ém chuyện này xuống, đúng không? Tịch Huyền gật đầu, đúng thế, đây là tin xấu với Thư viện Quan Huyên, thế nên sau khi người của Tổng viện đến, họ quyết định ém nhẹm chuyện này. Sau đó đổ hết tội lên đầu ta. Cô ấy lắc đầu cười nói, thật ra rắc rối của hai chúng ta rất giống nhau. Sở dĩ ta giúp ngươi không chỉ bởi vì chúng ta là bạn, mà còn vì nguyên nhân này. Dù sao ta cũng là thích làm gì thì làm, đơn giản như thế thôi. Diệp Quân khẽ nói, sau khi ta rời khỏi Nam Châu mới nhận ra thế giới này phức tạp như vậy. Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bản thân hắn cũng không ngờ mọi việc lại phát triển đến mức này. Tịch Huyền bỗng hỏi, nếu cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi có giết nhà họ An và chém thiên đạo không? Diệp Quân bình tĩnh nói, đương nhiên. Diệp Quân hắn không giết ai một cách bừa bãi, cũng không tha cho ai đáng chết. Tịch Huyền cong môi, ta cũng không hối hận. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về chỗ sâu trong tinh không phía xa xa khẽ nói, ngươi nói xem nếu lần này đến Thanh Châu. Kiếm chủ nhân gian thật sự hiển linh thì ông ấy có làm chủ công bằng cho ngươi không? Diệp Quân im lặng một lúc lâu rồi mới nói, ta không biết. Tịch Huyền cười nói, chắc là có đấy, nếu kiếm chủ nhân gian còn không sáng suốt nữa thì chẳng phải thế giới này chấm hết thật rồi sao?
Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về tinh không xa xôi, thầm nói, tháp ra, có đó không? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, làm gì? Bây giờ nó hơi sợ tên này rồi. Nhiều lúc tên này làm gì hay hỏi gì đều rất bất ngờ, khiến nó lần nào cũng phải chuẩn bị tinh thần 10 phút trước khi trả lời. Diệp Quân khẽ nói, tháp ra, lần này đến Thanh Châu, ta có linh tính không ổn. Tiểu tháp khó hiểu, tại sao? Diệp Quân nói, ta không biết nữa. Tiểu tháp lặng thinh. Diệp Quân lại nói, người nói xem nếu kiếm chủ nhân gian hiển linh, ông ấy sẽ giúp thư viện quan huyên đánh ta, thậm chí giết ta để tránh hậu họa về sau hay không? Tiểu tháp trầm giọng nói, chắc là ông ấy sẽ không làm thế. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp, mặc dù ông ấy không thực tế lắm nhưng... Câm miệng. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, tên ngốc, hắn lại đang bẫy người đó. Tiểu tháp. Không thực tế ư. Diệp Quân chớp mắt, nghiêm túc nói, tháp ra, người đang nói đến kiếm chủ nhân gian sao. Tháp ra im lặng. Chết tiệt. Tên khốn này suy nghĩ nhiều thật. Rõ ràng là tên Diệp Quân này đang muốn thăm dò tin tức. Nếu không phải được nhắc nhở trước thì có lẽ nó đã nói ra một số chuyện. Mà chắc chắn Diệp Quân sẽ thông qua những thứ này sau đó suy luận ra vài thông tin hữu ích. Tháp ra vô cùng chán nản. Sau này nói chuyện cùng tên này phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ bị lừa. Thấy tháp ra im lặng, Diệp Quân cũng im lặng. Lúc nãy tháp ra định nói gì đó, nhưng lại dừng lại, rõ ràng là đã có người ngăn nó lại. Nghĩ đến đây, Diệp Quân đột nhiên hỏi, tháp ra, trong tháp còn có ai không? Tháp ra. Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn trầm giọng thở dài, tiểu tháp, ta nghĩ ngươi không chơi lại hắn đâu. Tiểu tháp trầm mặc. Nó đã bị hai đời chơi đùa. Lẽ nào thế hệ thứ ba này lại bị lừa tiếp sao? Không được. Đời này nhất định phải hạ được tên khốn này, nếu không sau này tháp ra sẽ biến thành tiểu tháp. Tiểu tháp nói, thật ra, lo lắng của ngươi cũng không phải là vô căn cứ. Diệp Quân sững sờ. Tiểu tháp nói tiếp, nghĩ mà xem, thư viện quan huyên được thành lập bởi kiếm chủ nhân gian, sao ông ấy có thể vì một người ngoài như ngươi mà trừng phạt người của mình? Ông ấy làm vậy thật thì chẳng phải tự tát vào mặt mình sao? Đặc biệt là người nhà họ An có quan hệ họ hàng với ông ấy, vợ ông ấy cũng là người nhà họ An, người nói xem, người thân với ông ấy, hay nhà họ An thân với ông ấy hơn? Diệp Quân im lặng. Tiểu tháp nói tiếp, người giết người nhà họ An, còn giết cả thiên đạo, mặc dù mọi chuyện đều có nguyên do, nhưng chuyện này đều do ngươi làm, vì vậy, ta nghĩ nếu kiếm chủ nhân gian xuất hiện, khả năng cao sẽ giúp thư viện quan huyên đánh ngươi. Ngươi chuẩn bị tâm lý trước đi. Diệp Quân không nói gì. Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn vang lên, ngươi dọa hắn sao? Tiểu tháp đáp, phải dọa hắn sợ, ai bảo tên nhãi này gài bẫy ta chứ? Diệp Quân nói, tháp ra, sao ta lại thấy ngươi quen biết kiếm chủ nhân gian nhỉ? Tiểu tháp bình tĩnh đáp, ta biết ông ấy, nhưng ông ấy không biết ta. Diệp Quân lắc đầu, ta có cảm giác ngươi và ông ấy rất quen thuộc. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, sao ngươi nghĩ vậy? Diệp Quân cười nói, vừa bắt đầu ngươi đã nói kiếm chủ nhân gian không thực tế, nếu không thân quen, sao ngươi biết ông ấy như vậy? Hơn nữa, trước đây ta từng lấy kiếm chủ nhân gian làm mục tiêu, nhưng lại bị ngươi ngăn lại, còn bảo ta đổi người khác làm mục tiêu. Ngoài ra, cả đoạn đường, cứ nhắc tới kiếm chủ nhân gian thì ngươi đều có ý giễu cợt, chứng tỏ ngươi và ông ấy rất thân, nếu không sẽ không đùa giỡn như vậy. Còn về phần thân đến mức nào thì ta không muốn đoán nữa. Tiểu tháp trầm mặc, mẹ nó, nói nhiều quá lại gây hỏa. Từ nay về sau, ở trước mặt tên khốn này, nhất định phải nói ít đi, nói nhiều sẽ mắc sai lầm. Diệp Quân cười nói, tháp ra. Ta sẽ không hỏi những vấn đề này nữa. Tiểu tháp nói, sao vậy? Diệp Quân cười nói, người xuất hiện bên cạnh ta vì lý do gì đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi luôn đối xử tốt với ta, không hề có gì ác ý, hơn nữa còn giúp ta rất nhiều lần nguy cấp. Ta hiểu ngươi cũng có nỗi khổ riêng nên mới giấu ta một số chuyện. Tiểu tháp trầm giọng nói, hắn có ý gì vậy? Lạt mềm buộc chặt à? Giọng nói thần bí nói, chắc đây là lời nói thật lòng của hắn. Tiểu tháp thở dài, hắn nói vậy làm ta cảm thấy hơi ngại. Thà rằng hắn cứ chơi đùa với ta đi. Ngoài mặt, Diệp Quân không quan tâm đến vấn đề này nữa,
hắn nhìn về phía cuối chân trời đầy sao, giải ngân hà sáng ngời, bình yên sâu thẳm. Giờ khắc này, hắn cũng thấy hơi hoang mang. Vì hắn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Lời Tiểu Tháp nói càng khiến hắn lo lắng hơn. Kiếm chủ nhân gian thân với nhà họ An hay thân với hắn hơn? Rõ ràng là thân với nhà họ An. Nếu kiếm chủ nhân gian làm việc vì tình riêng, vậy thì hắn đi cáo trạng chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác nữa. Chỉ có thể đến Thanh Châu cáo trạng. Nếu kiếm chủ nhân gian anh minh thì tốt quá. Nếu không anh minh thì chỉ có thể lấy kiếm hành đạo ra để kết thúc mọi chuyện. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên chỉ về nơi xa, nhìn kìa. Diệp Quân định thần lại, nhìn về phía xa, cách đó ngàn thước, có một cậu thanh niên đứng đó, tay cầm trường đao, nở nụ cười nhạt. Tịch Huyền trầm giọng nói, đến rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, nhanh thật. Tịch Huyền điều khiển tàu mây dừng lại, sau đó thu tàu mây lại, nếu phải đánh nhau thì cũng không để tàu mây bị phá hỏng. Thanh niên cầm đao nở nụ cười, ngươi là Diệp Quân à? Diệp Quân gật đầu. Thanh niên cầm đao cười lớn, giết được ngươi sẽ có hai đạo số mệnh đại đạo cùng trăm vạn tiên tinh, tại hạ bất tài, muốn thử xem. Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Vụt! Một nhát kiếm chém ra. Vừa nhìn thấy Diệp Quân biến mất, con người của thanh niên cầm đao co rút lại, vừa định rút đao ra chém thì một kiếm đã đâm vào trán gã. Xẹt! Máu tươi chảy theo kiếm của Diệp Quân, bỗng chốc, khuôn mặt của thanh niên cầm đao be bét máu. Diệp Quân thu kiếm khí lại, mặt vô cảm, lặng lẽ thu nhẫn không gian của thanh niên cầm đao lại, bên trong nhẫn trong gian có 300 vạn kim tinh. Sau khi cất nhẫn không gian đi, Diệp Quân lại nhìn đao của cậu thanh niên, đao trông cũng đẹp và đáng tiền, vì vậy hắn cất thanh đao đi. Cậu thanh niên! Diệp Quân xoay người đi tới bên cạnh Tịch Huyền. Bình tĩnh nói, các ngươi đánh giá thấp thực lực của ta rồi. Tịch Huyền cười nói, không phải xem thường thực lực của ngươi, mà là phần thưởng của thư viện quá hấp dẫn, nên có một số người muốn mạo hiểm. Diệp Quân gật đầu, hắn không quá hiểu rõ về số mệnh đại đạo, nên không biết quý giá như thế nào, nhưng 100 vạn tiên tinh kia là tiền thật, nếu là hắn cũng sẽ bị cám dỗ. Tịch Huyền nhìn về phương xa, cười nói, còn không chịu ra à? Diệp Quân cũng nhìn về phía xa, đúng lúc này, trong không gian vang lên tiếng cười, không hổ danh là thiên tài tuyệt thế giết được cả An Đạo Tân, chậc chậc, thật lợi hại. Vừa dứt lời, ba người chậm rãi bước ra. Hai nam một nữ. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông, tầm 20 tuổi, dáng người ngay thẳng, trong tay cầm một thanh thương dài. Mặc dù đang cười nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mang theo khí tức của cường giả cảnh giới đại kiếp. Bên trái người đàn ông là một thanh niên vạm vỡ, trên người còn mặc một bộ áo giáp, cho người ta cảm giác bị áp bức, tay đeo một chiếc khiên vuông nặng, trên chiếc khiên vuông khắc rất nhiều hoa văn thần bí. Gã đứng đó cho người ta cảm giác vững vàng như núi Thái Sơn. Bên phải người đàn ông cầm thương là một cô gái mặc váy trắng rộng, hai tay giấu trong tay áo, lạnh lùng nhìn Tịch Huyền cách đó không xa. Cả ba người đều đạt cảnh giới đại kiếp. Diệp Quân nhìn người đàn ông cầm thương, hỏi các ngươi đến từ vũ trụ quan huyên à? Người đàn ông cầm thương lắc đầu cười, ngươi từng nghe nói đến đoàn lính đánh thuê ngầm chưa? Lính đánh thuê? Diệp Quân lắc đầu, chưa từng. Người đàn ông cầm thương nhìn Diệp Quân, bọn ta vô danh vậy sao? Bên cạnh Diệp Quân, Tịch Huyền trầm giọng nói, đội lính đánh thuê số 1 trung thổ thần châu. Số 1. Diệp Quân nheo mắt, người đàn ông cầm thương đang định nói gì đó thì Diệp Quân đã tiến lên một bước rồi biến mất tại chỗ. Một kiếm chém ra. Lúc Diệp Quân biến mất, cô gái váy trắng đột nhiên giơ hai tay lên, không gian xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt, ngay sau đó, trọng lực không gian tăng lên gấp mấy chục lần. Kiếm của Diệp Quân vốn nhanh như chớp, nhưng tốc độ bị trọng lực chấn áp. Trong khoảnh khắc tốc độ chậm lại, thanh niên mặc áo giáp xông lên. Đâm khiên về phía Diệp Quân, một đòn này đánh vỡ không gian thành mạng nhện, có thể thấy lực va chạm đáng sợ đến mức nào. Thấy thanh niên dương khiên xông về phía trước, Diệp Quân hơi nheo mắt, dùng kiếm chặn lại. Bùm! Trong nháy mắt, Diệp Quân lui ra ngoài mấy chục thước, vừa dừng lại, thanh thương dài phóng tới, trên thanh thương tỏa ra sát khí, có thể phá vỡ ngàn quân vạn mã, vô cùng đáng sợ.
Diệp Quân bước chân trái lùi lại, đứng vững rồi đâm kiếm ra. Bùm! Khí kiếm và thanh thương dài chấn động kịch liệt, khiến không gian xung quanh nứt lìa. Lúc này, đồng tử Diệp Quân co rút lại, bởi vì không biết từ lúc nào, sau lưng hắn đã xuất hiện một tàn ảnh. Còn có người thứ tư. Mà người thứ tư này là sát thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh đao đột nhiên xẹt qua. Vụt! Tàn ảnh kia lùi về sau mười mấy thước, vừa dừng lại đã biến mất như bóng ma. Người ra tay chính là Tịch Huyền. Lúc nãy cô ấy không ra tay là vì sợ có người đánh lén, sự thật đã chứng minh rằng cô ấy đúng. Sau khi loại bỏ mối đe dọa phía sau, Diệp Quân lao về phía trước, dùng kiếm chém lên thanh thương. Keng! Người đàn ông cầm thương bị kiếm chém lùi hơn 10 trượng. Sau khi dừng lại, người đàn ông cầm thương nhìn cánh tay hơi tê dại của mình, cười nói, không hổ danh là thiên tài tuyệt thế giết An Đạo Tân, may là cảnh giới của ngươi không cao, nếu không, huynh đệ ta thật sự không dám kiếm khoản tiền này. Diệp Quân nhìn người đàn ông cầm thương với vẻ bình tĩnh. Người đàn ông cầm thương đang định nói tiếp thì Diệp Quân đã biến mất. Một nhát kiếm phóng tới. Lần này, mục tiêu của hắn là nữ thần thuật sư. Trong đám người này nhất định phải xử lý cô gái này nhất. Thấy nhát kiếm của Diệp Quân, cô gái vẫn bình tĩnh, thi triển trận pháp, tăng trọng lực không gian, cùng lúc đó, thanh niên mặc áo giáp đứng chặn trước mặt cô gái, tức giận gầm lớn, giương tấm khiên vuông ra trước. Kiếm của Diệp Quân bị trọng lực chặn lại, mặt đất chấn động khiến cánh tay Diệp Quân run rẩy, đồng thời lùi về phía sau, lúc này, bàn tay ngọc của cô gái nhẹ nhàng chỉ vào Diệp Quân, chậm lại. Vù! Trong nháy mắt, vô số khí tức thần bí bao vây lấy Diệp Quân, tốc độ cuồng bạo của Diệp Quân chậm lại mấy lần. Lúc này, người đàn ông cầm thương biến mất, phụt bay đến trước mặt Diệp Quân. Thanh niên mặc áo giáp cũng lao về phía Diệp Quân, cú va chạm này vô cùng mạnh mẽ, khí thế kinh người. Ở chỗ cũ, Diệp Quân hơi nheo mắt, tay phải nắm chặt kiếm khí, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô gái phía xa. Khi người đàn ông cầm thương và thanh niên mặc áo giáp xông đến chỗ Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái kia như bóng ma. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử cô gái co rút lại, phá. Xẹt! Một nhát kiếm đâm vào giữa hai lông mày của cô gái, cả người cô ta run rẩy kịch liệt, sau đó nói, phá vỡ quy tắc. Người đàn ông cầm thương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói, Diệp công tử, xin hãy nương tay, ta đồng ý hòa giải. Diệp Quân chém một nhát. Vụt! Đầu cô gái bay ra ngoài. Diệp quay người lại nhìn người đàn ông cầm thương, không nói nhiều, ta khó chịu, không muốn. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt người đàn ông cầm thương trở nên rất khó coi nhưng gã không ra tay mà tức giận nói, rút. Nói rồi gã xoay người bỏ chạy. Sở dĩ chúng dám đến giết Diệp Quân có hai nguyên nhân, một là mặc dù Diệp Quân là kiếm đế nhưng cảnh giới thấp. Hai là chúng có một thần thuật sư. Thần thuật sư này có thể áp chế tốc độ của Diệp Quân. Thế nhưng lúc này thần thuật sư này đã chết, tức là chúng không thể nào áp chế tốc độ của Diệp Quân được nữa. Mà tốc độ của Diệp Quân khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Chúng không thể đỡ được. Thế nên gã lựa chọn bỏ chạy. Thế nhưng sao Diệp Quân lại có thể để chúng chạy thoát? Lúc này tiếng kiếm vang lên, đồng tử người đàn ông cầm thương co rụt, xoay người lại, vừa định rút thương ra thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán gã. Xoẹt! Một dòng máu bắn ra xa vài trượng dọc theo khí kiếm của Diệp Quân. Người đàn ông cầm thương đứng sững sờ tại chỗ. Mình cứ thế mà tiêu đời ư? Ánh mắt gã hiện lên vẻ không cam lòng và hối hận, dĩ nhiên nhiều hơn là sự tiếc nuối. Sau khi chém một nhát vào người đàn ông cầm thương, Diệp Quân quay sang nhìn người đàn ông cầm khiên, người đàn ông cầm khiên nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, lúc này trong mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi, vì sợ hãi nên khí thế của gã cũng không còn hung hãn như trước đó nữa. Diệp Quân bỗng biến mất. Vèo! Một thanh kiếm đánh đến trước mặt người đàn ông cầm khiên, đồng tử gã co rụt lại, tay cầm khiên của gã đưa về phía trước nhưng lại đỡ phải vào không trung. Người đàn ông cầm khiên sửng sốt, sau đó khi gã vừa muốn quay đầu lại thì một thanh kiếm đâm vào sau gáy gã. Xoẹt! Dòng máu bắn ra. Người đàn ông cầm khiên ngã xuống. Diệp Quân cất chiếc khiên, áo giáp hạng nặng và chiếc nhẫn của gã vào,
cùng lúc đó hắn còn cất giữ chiếc nhẫn của cô gái và người đàn ông cầm thương đó. Nhẫn của ba người cộng lại cũng có gần ngàn vạn kim tinh. Rất giàu đấy. Lúc này Tịch Huyền bước đến bên cạnh Diệp Quân, cô ấy xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay cô ấy. Diệp Quân nhìn sang một bên khác, có một thi thể đang nằm ở đó. Sát thủ đánh lén vừa rồi đã bị Tịch Huyền giết chết. Diệp Quân mỉm cười, lấy 500 vạn kim tinh ra đưa cho Tịch Huyền. Tịch Huyền vừa định nói gì đó nhưng Diệp Quân lắc đầu, đừng từ chối nữa. Tịch Huyền nghĩ ngợi một chốc rồi cười nói, đây là tiền mà, sao ta từ chối được chứ? Nói rồi cô ấy cất chiếc nhẫn đi. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nhìn mấy thi thể trước mặt, trầm giọng nói, lúc đầu ta đánh giá chúng hơi thấp. Tịch Huyền lắc đầu, không phải ngươi đánh giá thấp mà ngươi không biết rõ thực lực của thần thuật sư. Diệp Quân gật đầu, thần thuật sư duy nhất mà hắn từng tiếp xúc là Nam Lăng Nhất Nhất, mà Nam Lăng Nhất Nhất còn không biết đến cả việc đánh nhau cơ bản nữa kia. Sau trận đánh này, hắn nhận ra thần thuật sư đúng khá lợi hại. Tịch Huyền bỗng nói, thần thuật sư được chia từ 1 đến 9 cấp bậc, sau bậc 9 là thần thuật sư thiên cảnh, thần thuật sư tiên cảnh, thần thuật sư thánh cảnh, thần thuật sư đế cảnh. Cô ấy vừa nói vừa nhìn thi thể người phụ nữ váy trắng, người này chẳng qua chỉ là một thần thuật sư cấp 9, nếu là thần thuật sư thiên cảnh thì chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Quân nhíu mày, cô ta chỉ mới cấp 9 ư. Tịch Huyền gật đầu, ừ. Hơn nữa không được truyền thừa tốt nên cấp 9 cũng không thật lắm. Cấp 9 không thật. Vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên hơi nghiêm trọng, sau này gặp phải thần thuật sư nhất định phải hết sức cẩn thận, chỉ cần đối phương dám có ý định giết hắn, hắn sẽ ra tay một kiếm giết đối phương trước. Tịch Huyền nói tiếp, khi thần thuật sư tu luyện sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn người tu hành bình thường, à không phải, nói phải là đốt tiền mới đúng. Cô ấy dừng một chút rồi nói, trong thư viện Quan Huyên có một thần đạo viện, tất cả các thần thuật sư trong đó đều có thực lực rất mạnh. Hy vọng lần này, các thiên tài ở đó sẽ không đến, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, tới Thanh Châu đi. Tịch Huyền gật đầu, sau đó lấy tàu mây ra, hai người lại tiếp tục hành trình. Diệp Quân đứng trên mui tàu nhìn về phía xa tinh không, không biết đang nghĩ gì. Thực lực của đoàn lính đánh thuê lúc nãy mạnh lắm sao? Phải nói là rất mạnh. Nếu người đàn ông cầm khiên kia bảo vệ thần thuật sư đó thì hắn thật sự không có khả năng giải quyết đối phương nhanh như vậy, cứ thế đánh tiếp nữa thì cực kỳ bất lợi với hắn, vì hiện giờ cảnh giới của hắn hơi thấp, không có khả năng đánh một trận chiến kéo dài. Mà đoàn lính đánh thuê này có thể chỉ là một khởi đầu. Một tháng, tay phải Diệp Quân siết chặt khí kiếm trong tay. Mình có thể đến Thanh Châu sau một tháng không? Không biết. Hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết con đường này chắc chắn sẽ có nhiều sóng gió. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng nhìn Tịch Huyền bên cạnh, vừa định nói gì đó, Tịch Huyền bỗng cười nói, có phải muốn đuổi ta đi không? Diệp Quân trầm giọng nói, Tịch Huyền cô nương, chuyến đi này chắc chắn sẽ không được bình yên, ta không muốn liên lụy đến cô. Tịch Huyền cười nói, con người ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại thích lải nhải. Diệp Quân cười khổ. Tịch Huyền nghiêm túc nói, thế này thì có sao, nếu gặp phải nguy hiểm không thể tránh được thật thì ta chạy, được chưa? Diệp Quân lắc đầu bật cười, không nói gì. Tịch Huyền trợn mắt nhìn Diệp Quân, ta nói thật đấy. Diệp Quân cười nói, được. Tịch Huyền trợn mắt, qua loa lấy lệ. Diệp Quân bỗng nói, Tịch Huyền cô nương. Cô nói xem đám người này biết được tung tích của ta thế nào nhỉ? Tịch Huyền bình tĩnh nói, chẳng phải đơn giản lắm à? Đến tiên bảo các mua tình báo chẳng phải được rồi ư? Diệp Quân trầm giọng nói, đến tiên bảo các mua tình báo ư? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.